hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 436, sở giao bị đuổi giết. Không cần, thư tịnh thầm hô lớn, nàng không hiểu rõ, người này sao lại mạnh mẽ như vậy, nàng chẳng phải thua cuộc hai lần sao. Không cần phải đưa thân ra trả nợ chứ. Đáng tiếc là Hạ Thiên lại không nghe được tiếng lòng của thư tịnh, vì vậy hắn ôm nàng đi thẳng vào phòng tắm. Vợ tịnh tịnh, có muốn tôi giúp chị cởi quần áo không? hạ thiên thuận miệng hỏi á à, thư tịnh kêu lên một tiếng duyên dáng sau đó nàng liên tục nói không cần tôi tôi tự mình ra tay hạ thiên đặt thư tịnh xuống thật ra hắn rất thích tự mình cởi quần áo của thư tịnh nhìn vợ cởi quần áo cũng là một loại cảm giác hưởng thụ nhưng đợi một hạ thiên lại phát hiện thư tịnh không muốn tự mình cởi quần áo vì vậy hắn không khỏi thúc giục vợ tịnh tịnh sao chị còn chưa cởi ra cậu nhìn như vậy sao tôi cởi thư tịnh cam giận nói. Vợ tịnh tịnh, tôi là chồng chị, chị cho tôi xem là lẽ đương nhiên, sao không cởi được. Hạ thiên chăm chú nói. Thư tịnh rất muốn nói mình không phải là vợ của Hạ thiên, nhưng nàng cũng biết người này không thể nào phân biệt phải trái, vì vậy dứt khoát không nói ra, nhưng nàng phải lấy cớ gì để thoái thác đây. Audio điện tử võ tấn bền đúng lúc thư tịnh đang nghĩ nên tìm cách nào để tiếp tục là một thiếu nữ trong trắng thì điện thoại của hạ thiên đã vang lên ông xã điện thoại kia ông xã điện thoại kia thư tịnh tranh thủ thời gian cầu nguyện nàng mon sao lưu manh có việc phải đi ngay như vậy nàng sẽ an toàn hạ thiên lấy điện thoại ra hắn nhìn tên người gọi và phát hiện đó là vương tiểu nha vì vậy nhận máy ngay lập tức hạ thiên ca ca hạ thiên ca ca anh đang ở đâu mau đến cứu chúng em điện thoại vừa nối thông thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hô kinh hoàng của vương tiểu nha các em làm sao vậy hạ thiên vội vàng hỏi có người muốn giết chị sở chị sở đưa em chạy trốn anh đến nhanh giọng điệu của vương tiểu nha rất rồn rập còn mang theo hương vị khóc nức nở vợ tịnh tịnh chị ở đây chờ tôi về hạ thiên không tắt điện thoại hắn nhanh chóng nói với thư tịnh một câu sau đó chạy khỏi phòng hắn vừa chạy vừa nói vào điện thoại các em ở đâu? Hạ thiên ca ca, chúng em vừa chạy vào một tòa nhà lớn, chị sở nói cũng không biết đây là chỗ nào. Vương tiểu nha nói đến đây thì điện thoại bị cắt. Hạ thiên định gọi điện thoại lại nhưng nghĩ rằng nha đầu kia cũng căn bản không biết mình ở đâu, tiếp tục gọi cũng vô dụng. Vì vậy hắn quyết định điện thoại cho tiểu yêu tinh, nhờ cậy tiểu yêu tinh vẫn tin tưởng hơn. Sở giao chịu đựng cơn đau, nàng kéo vương tiểu nha chạy lên cầu thang. Tòa nhà lớn này đến tối không có người, thang máy cũng không mở, vì vậy cũng chỉ có thể đi cầu thang mà thôi. Cũng may tòa nhà này cũng không cao, chỉ có hơn 10 tầng, vài phút sau sở giao và vương tiểu nha đã chạy đến sân thượng, sau đó cả hai ngồi xổm xuống cửa. Tiểu nha, em qua kia trốn đi. Sở giao chỉ đến một góc rẽ, phía kia có nhiều vật chướng ngại, một cô gái nhỏ trốn cũng không có vấn đề. Chị sở, em không đi, vừa rồi nguy hiểm chị cũng không bỏ rơi em, bây giờ sao em có thể bỏ chị đi được vương tiểu nha lắc đầu tiểu nha em cũng chẳng phải không có nghĩa khí sở giao không nói gì lúc này nàng cần tích góp sức lực đã mất chị sở vừa rồi em đã điện thoại cho hạ thiên ca ca nhưng em cũng không biết đây là đâu điện thoại cũng đã rơi mất em cũng không dám nhặt lại chẳng biết hạ thiên ca ca có thể tìm được chúng ta hay không vậy à tinh thần sở giao lập tức chấn động chồng nhất định có thể tìm được chúng ta sở giao có một loại sùng bái mù quáng với hạ thiên đối với nàng thì Hạ Thiên không gì không làm được. À, Hạ Thiên ca ca lợi hại như vậy, nhất định sẽ có thể tìm được chúng ta. Vương Tiểu Nha khẽ gật đầu, nàng cũng giống như sở giao, rất sùng bái Hạ Thiên. Sở giao không nói thêm điều gì, nàng cởi áo, sau đó dùng áo cột vào vị trí đang chảy máu dưới bắt chân. Vừa rồi nàng bỏ chạy làm cho vết thương liên tục chảy máu, bây giờ vì mất nhiều máu mà nàng sinh ra cảm giác mê muội, nàng phải cầm máu, bà nhất định phải gắng ngượng đến lúc chồng đến. bà còn là xử nữ, không thể chết như vậy được. sở giao thầm nói với mình. sau đó nàng khẽ cắn môi. đám khốn nạn này dám đánh lén bà, chỉ cần bà không chết, nhất định sẽ tiêu diệt chúng mày. sau khi tứ hải bang bị diệt thì hầu như tất cả hắc đạo thành phố giang hải đều nằm trong sự khống chế của sở giao. nàng căn bản không thể tưởng tượng được trong thành phố giang hải còn có người dám ra tay với nàng. gần đây nàng không thích đưa thuộc hạ ra theo vì vậy hôm nay bên người không có ai cũng dám đưa vương tiểu nha đi chơi trước tiên sở giao đưa vương tiểu nha đi đua xe sau đó dẫn đến quán bar trước đó nàng còn đề phòng vương tiểu nha bây giờ đã rất có cảm tình tiểu nha gọi nàng là sư tỷ mà sở giao cũng phát hiện mình rất thích tiểu muội xinh đẹp này vì vậy hai người ở cùng nhau vài giờ tất nhiên quan hệ phát triển rất nhanh sau khi sở giao nhảy nhót mỏi mệt trong quán bar thì quyết định đưa vương tiểu nha về nhà mình bây giờ cũng không còn sớm, phải tắm rửa và đi ngủ. Nhưng nàng vừa ra khỏi quán ba thì đã có một nhóm người phóng đến. Sở giao không phải là lần đầu tiên thấy tình cảnh này, vì vậy nàng rút đao không do dự. Khốn nổi lúc này đối phương có người rút súng, đối phương bắn vào bắp chân nàng. Tuy sở giao đánh đấm rất giỏi nhưng không thể chịu nổi khi đối phương có súng, hơn nữa nàng đã bị thương, vì vậy chỉ còn cách dẫn vương tiểu nha chạy trốn. Đám người kia cũng đuổi theo không bỏ, Cuối cùng đuổi Sở Dao và Vương Tiểu Nha đến tòa cao ốc này. Tiếng bước chân vang lên trong hành lang, Sở Dao kéo Vương Tiểu Nha, ý nói nên bỏ trốn. Nàng nắm chặt dao nhỏ, chỉ cần có người vào cửa thì nàng sẽ cho hắn một dao không chút do dự. Vương Tiểu Nha suy nghĩ một chút rồi cảm thấy nên trốn ra xa một chút, nàng cũng không ngốc, cũng biết mình ở lại chỉ gây vướng víu cho Sở Dao mà thôi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rõ ràng cũng không phải chỉ có một người lần này đối phương ra tay với sở giao điều động nhiều người xem ra cũng vì tình thế bắt buộc cuối cùng cũng có một người từ phía dưới đi lên sở giao bắn người nàng phóng về phía đối phương một dao vung ra hướng về phía trái tim đối phương lần này nàng ra tay sẽ không lưu tình quyết định giết chết một người đùng tiếng súng vang lên á à, sở giao kêu lên một tiếng đau đớn cánh tay trúng một viên đạn điều này làm nàng không thể nào tiếp tục cầm dao càng chưa nói đến vấn đề giết người. Sở đại tiểu thư, cô muốn chết sao? Một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai sở giao, lúc này cũng có vài họng súng đen ngòm chĩa vào đầu nàng. chương 437, Hắc Thương Hội. Cương que, thì ra là mày dám đuổi giết bà, không sợ bà lột ra. Sở giao dùng ánh mắt khinh thường nhìn tên cầm đầu đám người. Trước đó sở giao chỉ lo chạy, cũng không kịp nhìn xem là ai đuổi giết bây giờ nhìn lại nàng mới phát hiện mình thật sự có biết đối phương. Người này gọi là Lý Cường, bộ dạng gầy yếu tong teo, cực kỳ hèn mọn bị ổi, vì năm xưa bị thương ở chân, có hơi què quạt, vì vậy được gọi là Cường Què. Cường Què thật ra cũng chỉ là một tên côn đồ dưới tay nàng, sau này không an phận và bị nàng đánh cho một trận đuổi ra ngoài. Không ngờ tên này cũng có tương lai, phát triển tốt, bây giờ kéo người quay lại đuổi giết nàng. Sở đại tiểu thư, tốt nhất cô nên khách khí với tôi một chút, nếu không tôi sẽ lột trần cô ra. Cường que dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn sở giao, ngay sau đó giọng điệu có chút trào phúng. À, xem ra tôi lại làm điều thừa, sở đại tiểu thư đã tự mình cởi ra. Sở dao vốn ăn mặc không nhiều, bây giờ bên trên chỉ còn lại nội y, bộ dạng rất chật vật nhưng cũng cực kỳ gợi cảm. Còn bà mày, mày về mà cởi áo vợ ra. Sở dao lập tức chửi mắng. Cường que, mày đúng là càng ngày càng to gan dám cầm súng chĩa vào bà lúc này bà cũng cảm thấy kỳ quái dù bà đuổi mày ra khỏi cửa thì cũng không đến mức cừu hận ngập đầu để đuổi giết chứ bà cũng đâu có thù hận gì quá lớn với mày sở giao quả nhiên rất mạnh miệng cường què cười lạnh một tiếng nếu ông không đuổi giết cô chẳng lẽ để cô ép vào đường chết sao phi bà cần gì phải ép mày vào đường chết loại người như mày bà không bao giờ để vào mắt sở giao có chút khinh thường tuy nàng bị chĩa súng vào đầu nhưng vẫn không chút sợ hãi. Chẳng lẽ cô không gây phiền toái cho hắc thương hội chúng tôi sao? Cường què tức giận nói. Sở giao, hôm nay tôi chỉ muốn cho cô một đòn cảnh cáo, nhưng cô dám đâm chết bốn anh em của chúng tôi, nếu tôi không chọc lên người cô vài lỗ thì rất có lỗi với đám anh em kia. Hắc thương hội. Sở giao có chút kinh ngạc. Cường què, hắc thương hội là mày lập ra sao? Sở giao, nói lời sạch sẽ một chút cho ông, bây giờ ông là hội trưởng hắc thương hội, có tin ông bắn chết không? Cường què quát lên phẫn nộ. Bà cứ như vậy thì làm gì được nhau, nếu mày dám nổ súng thì đã không cần phải đợi đến lúc này. Sở giao nói với vẻ mặt khinh thường. Chẳng phải mày có vài khẩu súng sao? Thủ hạ của bà chỉ cần nhổ một bãi nước miếng cũng đủ làm mày chết đuối, mày tưởng có thể uy hiếp được bà sao? Sở giao, bây giờ ông hỏi cô một câu, rốt cuộc muốn chết hay sống? trên mặt cường què nổi gân xanh bộ dạng có vẻ rất tức giận nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn không nổ súng sở giao dùng ánh mắt ngu si nhìn cường què đầu óc mày có vấn đề rồi sao bà còn trẻ khỏe xinh đẹp bà còn chưa lên giường với chồng tất nhiên là bà muốn sống muốn sống thì nên đồng ý điều kiện của ông nếu không ông bắn chết cường què lạnh lùng nói à nói đi điều kiện gì sở giao hỏi nàng cũng muốn kéo dài chút thời gian Đơn giản thôi, sau này hắc thương hội chúng tao làm gì, các người không được nhúng tay vào. Cường que tức giận nói. Các người có phần kinh doanh của mình, chúng tôi có buôn bán riêng, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Sở giao cười lạnh một tiếng. Cường que, việc buôn bán mà mày nói chính là thuốc viện sao? Đúng vậy. Cường que hư lạnh một tiếng. Sở giao, các người ra vẻ thanh cao không chia tay vào mối kinh doanh này, hắc thương hội chúng tao lại không như vậy chúng tao chỉ cần kiếm tiền mà thôi. Cương que, mày cũng là dân giang hồ đi ra, mày cũng nên biết quy củ. Mày nghĩ bà sẽ đồng ý điều kiện này sao? Giọng nói sở giao cực kỳ khinh thường nhưng cũng có chút suy yếu, thân thể rõ ràng đã mất sức vì ra quá nhiều máu, đầu óc bắt đầu có chút mê muội. Sở giao, các người có quy củ nhưng đừng quan tâm đến người khác, cũng đừng quan tâm đến chuyện của chúng tôi. Cương que tức giận nói. Cuối cùng tôi hỏi cô một câu, cô có đồng ý hay không? Bà không đồng ý thì sao? Sở giao hừ lạnh một tiếng. Mày cho rằng chỉ cần dùng súng bắn thì bà sẽ chết sao? Sở giao, không cần cứng đầu, có tin ông cho 10 anh em cùng hiếp cô, sau đó quay phim lại không? Cường què cực kỳ tức giận, đây là loại người gì, bị nhiều người chĩa súng vào mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy sao? Cường què, chúng mày muốn cưỡng gian bà, trước tiên phải hỏi chồng bà có đồng ý hay không đã? trên mặt sở giao lộ ra nụ cười vui vẻ vì nàng đột nhiên phát hiện một hình bóng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt chồng cô cường què lập tức cười rộ lên sở giao bây giờ cô gọi chồng đến đây tôi cũng muốn hỏi cậu ta vài câu thằng ngu mày muốn tìm anh sao một âm thanh bất mãn chợt vang lên cường què đột nhiên quay đầu hắn chợt phát hiện cách đó không xa có một người điều này làm hắn cảm thấy kỳ quái lối vào có rất nhiều huynh đệ canh giữ căn bản không thể đi lên, sao người lại lại xuất hiện ở đây? Mày là ai? Cường què quay đầu chĩa súng vào người mới xuất hiện, đối với hắn thì sở dao đã bị bắn hai phát súng, đã không còn lực uy hiếp. Người đến không quan tâm đến cường què, hắn lé lên đi đến bên cạnh sở dao, sau đó rút ngân châm đâm vài lượt lên vị trí vết thương. Chồng, tinh thần của sở dao tốt lên rất nhiều. Em biết thế nào anh cũng đến. Vừa rồi em nói chuyện quá thô tục, nếu không phải em đang bị thương anh sẽ đánh mông người này rõ ràng là hạ thiên hắn dùng một tay bế sở dao lên sau đó quay đầu nhìn cường què anh là hạ thiên hạ trong xuân hạ thu đông thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên đám ngu ngốc chúng mày dám bắn vợ anh đêm nay chúng mày chết chắc rồi hạ thiên sao vẻ mặt cường què chợt trở nên mất tự nhiên anh anh là thiên ca trong truyền thuyết sao mày còn biết anh xem như cũng không quá ngu ngốc nhưng đáng tiếc quá, bây giờ dù chúng mày cầu xin tha thứ thì cũng không còn kịp, dám bắn vợ anh bị thương, chỉ có một kết cục, là phải chết. Hạ Thiên lười biếng quét mắt nhìn mọi người. Thuận tiện cũng nói cho chúng mày biết, chúng mày tự sát cũng không còn kịp, anh sẽ không cho chúng mày tự sát. Hừ, tự sát con mẹ mày, ông xử lý mày. Cường què quát lên, tất cả nổ súng cho ông, hừ, thiên ca sao. Ông cho mày thăng thiên. Đùng, đùng, đùng tiếng súng vang lên liên tục, cường què và thủ hạ hầu như cùng bóp cò một lúc. chương 438, ba người cùng giường. Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, 10 giây sau sân thượng tòa nhà đã trở nên yên tĩnh. Cường què nằm trên mặt đất, đám anh em cũng nằm trên mặt đất, trên đầu tên nào cũng có một lỗ thùng, ánh mắt kẻ nào cũng trợn trừng, xem ra đều chết không nhắm mắt, vì đến lúc chết cũng không biết mình chết thế nào. Chồng, anh quá giỏi. Hai mắt sở dao chợt tỏa sáng hạ thiên ca ca vương tiểu nha nãy giờ luôn trốn ở bên cạnh lúc này nàng đã chạy ra sau đó nhìn thấy người chết thì không khỏi hô lên một tiếng kinh hoàng gương mặt nhỏ nhắn chợt trắng bệch bọn họ bọn họ đều chết rồi sao đúng vậy đều chết hết hạ thiên gật đầu nói vương tiểu nha duyên dáng kêu lên một tiếng sau đó nàng nhào lên người hạ thiên tuy nàng rất lớn gan nhưng dù sao cũng là một cô gái nhỏ lần đầu tiên nàng thấy người chết hơn nữa lại quá nhiều người vì vậy sợ hãi cũng là bình thường. Hạ thiên ca ca, bọn họ, bọn họ chết thế nào? Vương Tiểu Nha chỉ nghe thấy một loạt tiếng súng vang lên, sau đó nhìn thấy đám người này chết sạch, tuy nàng đoán những người này bị Hạ Thiên giết chết, nhưng cũng không thấy hắn nổ súng. Tiểu Nha, sao em ngốc như vậy, tất nhiên bọn họ bị bắn chết. Sở giao ở bên cạnh nói một câu, sau vài giây hưng phấn thì nàng bắt đầu cảm thấy suy yếu, những cảm giác mệt mỏi vô tận bắt đầu đánh úp đến, vì vậy nàng dựa lên người Hạ Thiên rồi lẩm bẩm một câu. "Chồng, em mệt quá, trước tiên đưa em về cái đã." Người ta đâu có ngốc. Vương Tiểu Nha khẽ nói một câu, sau đó nàng cảm thấy mình trở nên nhẹ bẫng, nàng được Hạ Thiên bế lên, cuối cùng lại cảm thấy như đang cưỡi mây lướt gió. Hạ Thiên lúc này mang theo Vương Tiểu Nha và Sở Dao nhảy xuống tòa nhà, sau đó hắn chạy đi rất vội. Không biết qua bao lâu, Vương Tiểu Nha lúc này phát hiện mình đã ngừng lại sau đó tiếp tục xem xét, lại phát hiện mình đang ở trong một gian phòng. Nàng nhìn bốn phía, gian phòng này khá trống, giống như phòng khách sạn, vì vậy mà nàng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, cuối cùng mở miệng hỏi. Hạ thiên ca ca, chúng ta đang ở đâu? Hạ thiên không nói lời nào, hắn quét mắt nhìn gian phòng rồi trở nên buồn bực, vợ tịnh tịnh đã không còn ở đây. Tuy hạ thiên rất khó hiểu nhưng vẫn quyết định chữa thương cho sở giao, trước tiên hắn đặt nàng lên giường, bàn tay phủ lên vết thương lấy viên đạn ra. Hắn lấy ngân châm đâm liên tục vài lượt lên vùng phụ cận vết thương, dùng băng hỏa linh khí đẩy nhanh tốc độ khép miệng vết thương, quá trình trị liệu xem như kết thúc. Hạ thiên ca ca, chị sở không sao đấy chứ. Vương Tiểu Nha dùng giọng quan tâm hỏi. Có anh ở đây, tất nhiên không có vấn đề gì. Hạ thiên thuận miệng nói, sau đó hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho thư tịnh. Không có gì là tốt rồi, Vương Tiểu Nha ngáp một cái. Hạ Thiên ca ca, em buồn ngủ, trước tiên em đi ngủ trước. Những cô bé thường rất dễ ngủ. Hơn nữa hôm nay Vương Tiểu Nha đã đi chơi quá lâu, vừa rồi lại chạy trốn chết. Nàng nói xong cũng không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng bò lên giường nằm xuống ngủ bên cạnh sở giao. Tuy trên người sở giao vẫn còn vết máu nhưng nàng vẫn không sợ. Hạ Thiên bấm điện thoại cho thư tịnh. Lúc này thư tịnh nhanh chóng nhận điện thoại. Vợ tịnh tịnh, chị đi đâu rồi? hạ thiên có chút mất hứng tôi đã nói chị chờ một chút mà sao cậu trở lại nhanh vậy à thư tịnh ở bên kia có chút ngẩn ngơ thực tế nàng thầm cảm thấy quyết định của mình rất sáng suốt may mà nàng bỏ đi khá sớm nếu không thì còn lâu mới thoát thư tịnh cũng không muốn bị hạ thiên cho lên dĩa vì vậy hạ thiên bỏ đi nàng sẽ tranh thủ thời gian chạy trốn sao có thể ở lại khách sạn chờ hắn vợ tịnh tịnh khi nào thì chị quay lại hạ thiên hỏi trong điện thoại tôi sẽ không quay lại, bây giờ tôi đã về nhà. Thư tịnh trả lời, nàng dù ngốc cũng không quay về khách sạn. Hạ Thiên rất mất hứng. Vợ tịnh tịnh, sao chị lại nói không giữ lời như vậy? Sao tôi lại nói không giữ lời? Thư tịnh tức giận nói. Tôi chỉ nói theo cậu đi mướn phòng, bây giờ đã xong, tôi cũng chưa nói mướn phòng phải làm gì. Thư tịnh nói ra câu này mà có chút đắc ý, nàng cuối cùng cũng nghĩ ra cái cớ rất tốt để phản bác, nếu nói một cách nghiêm khắc thì nàng như vậy cũng không phải quá xấu xa chẳng qua chỉ bắt bẻ đối phương mà thôi vợ tịnh tịnh chị chơi xấu sẽ phải trừng phạt hạ thiên có chút mất hứng chị không quay lại sau này tôi tìm được chị tôi sẽ đánh mông chị trước đó cậu nói không rõ ràng không thể nào trách tôi tóm lại tôi không thèm nghe cậu nói nữa tôi buồn ngủ rồi bye bye thư tịnh nhanh chóng nói vài câu sau đó nàng cúp điện thoại dù lần sau thật sự bị lưu manh đánh đòn thì cũng là chuyện sau này, nàng không quan tâm đến quá nhiều chuyện như vậy. Hạ Thiên ở trong khách sạn cũng có chút buồn bực, bây giờ hắn rất muốn đến tìm Thư Tịnh để trừng phạt nàng. Nhưng khi nhìn thấy Sở Giao và Vương Tiểu Nha ngủ trên giường, hắn quyết định ở lại, để lần sau tìm Thư Tịnh, nếu tìm được sẽ là bốn lần, phải vớt phát những gì đêm nay. Hạ Thiên vốn đã nghĩ đến lúc sẽ cùng Thư Tịnh hoạt động ba lượt, nào biết khi thuê phòng thì phải chạy đi, bây giờ quay về tuy trong phòng có thêm hai bà vợ nhưng sở giao thì bị thương mà vương tiểu nha lại quá nhỏ hai người lại ngủ quá say cuối cùng hắn cũng buồn bực đi ngủ cũng may giường khá lớn vương tiểu nha lại chiếm ít diện tích ba người ngủ một giường không có vấn đề gì hạ thiên nằm xuống bên cạnh sở giao không bao lâu sau cũng tiến vào mộng đẹp khi đang ngủ mơ màng thì chuông điện thoại vang lên cũng không phải của hạ thiên là của sở giao hạ thiên tiện tay cầm lấy điện thoại hắn cũng không thèm nhìn qua mà trực tiếp tắt đi, bây giờ hắn đang muốn ngủ. Nhưng chuông điện thoại lại vang lên, sau đó liên tục vang lên không ngừng nghỉ. Hạ thiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn nhấc điện thoại lên nói. Này, có phiền quá không? Chúng tôi đang ngủ. Đầu dây bên kia có chút trầm mặc, sau đó một âm thanh trầm thấp vang lên. Anh là ai? Ông quan tâm tôi là ai làm gì? Hạ thiên có chút mất kiên nhẫn. Đừng quấy giày tôi, Cúp máy nhé, điện thoại lại coi chừng bị đánh. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại, nhưng một giây sau điện thoại lại vang lên. Này, muốn ăn đòn sao? Hạ Thiên có chút tức giận, nãy giờ chưa ngủ được bao nhiêu. Tôi là Sở Định Quốc, anh nói điều kiện đi. Bên kia vang lên một âm thanh trầm thấp, nhưng nội dung lại làm Hạ Thiên cảm thấy rất khó giải thích. Chương 439, không còn là xử nữ. Tôi cần gì phải quan tâm ông là ai? tóm lại đừng làm phiền tôi tôi phải đi ngủ hạ thiên tức giận nói đừng cho rằng tôi không biết ông ở đâu nếu ông tiếp tục làm phiền thì ăn đòn đấy đều là người trong giang hồ không cần quá tuyệt tình nếu giao dao đã rơi vào tay cậu bây giờ cậu cứ nói điều kiện dù là gì tôi cũng đồng ý đầu dây bên kia có chút tức giận còn có chút lo lắng ông bị sao vậy cái gì mà giao dao rơi vào tay tôi cô ấy đang mệt đang nằm ngủ tôi cũng rất mệt nếu ông có vấn đề thì cứ đến bệnh viện đừng làm phiền tôi hạ thiên có chút không hiểu nổi đầu dây bên kia có chút trầm mặc sau đó hỏi sốt cuộc cậu là ai tôi là hạ thiên hạ trong xuân hạ thu đông thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên nghe rõ chưa rõ rồi thì đừng làm phiền tôi hạ thiên bây giờ không có tâm tình chạy xa đánh người vì vậy hắn muốn đuổi đối phương ngay từ khi gọi điện thoại cậu là hạ thiên sao người tự xưng là sở định quốc có chút kinh ngạc. Cậu là chồng của Giao Giao, là Hạ Thiên sao? Nói nhảm, ngoài tôi ra thì có ai là Hạ Thiên? Hạ Thiên tức giận nói. Này, rốt cuộc ông là ai? Sao phiền phức như vậy? Tôi là ông nội của Giao Giao. Sở định quốc trả lời. Hạ Thiên không khỏi có chút xứng sở, hắn không ngờ người điện thoại đến là ông nội của Sở Giao. Hắn nhớ Sở Giao đã nói qua nhiều lần, nói rằng ông nội muốn gặp hắn, nhưng trước nay hắn không có hứng gặp ông ta mà thôi à thì ra là ông nể mặt vợ tôi tôi không so đo với ông tôi tắt điện thoại đây đừng gọi đến nữa nhé nếu không tôi chẳng nể mặt nữa đâu hạ thiên gần đây không có hứng thú với người già hắn nói xong thì cúp điện thoại lúc này sở định quốc thật sự không tiếp tục gọi đến nhưng tối nay trên đường cái thành phố giang hải xuất hiện một tình cảnh mưa máu gió tanh hắc thương hội vừa mới xuất hiện không lâu đã bị diệt Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên rất ít khi nằm mơ, lúc này hắn lại có một giấc mộng đẹp, trong mơ hắn đang ăn bồ đào của cảnh sát tỷ tỷ. Nhưng khi hắn đang ăn say sưa thì cảnh sát tỷ tỷ lại mang bồ đào chạy mất, vì vậy mà hắn nhảy dựng lên muốn bắt cảnh sát tỷ tỷ quay về. Cuối cùng hắn giật mình tỉnh lại và thấy mình vẫn còn nằm trên giường. Hạ Thiên không nhìn thấy cảnh sát tỷ tỷ, nhưng hắn cũng không cảm thấy quá buồn bực, vì hắn thấy hai quả nho đỏ rất đẹp, còn có hai quả cầu tuyết tuy không lớn nhưng rất xinh đẹp, Hai quả nho đỏ và quả tuyết tròn là của Sở Dao, có thể thấy sau một đêm thì các vết thương của nàng đã khỏi hắn, trên cánh tay và bắp đùi chúng đạn cũng không còn dấu vết, làn da bóng loáng. Lúc này Sở Dao đang dạng chân ngồi trên người Hạ Thiên, phía dưới là một chiếc khăn tắm, chỉ cần nhìn mái tóc ướt sũng thì biết ngay nàng vừa tắm xong. Lúc này nàng đang cúi người chuẩn bị nhét quả nho đỏ vào trong miệng Hạ Thiên, nhưng đúng lúc Hạ Thiên thức dậy, vì vậy nàng phải ngồi thẳng người lên. Hi hi, chồng anh cuối cùng cũng được em cứu tỉnh. Sở giao có chút đắc ý, sau đó nàng khẽ nhảy lên phóng xuống giường, nàng vẫy tay với Hạ Thiên rồi tiến vào nhà tắm. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không muốn tình cảnh tươi mát vừa rồi biến mất, vì vậy hắn cũng nhảy dưng lên tiến vào phòng tắm. Sau đó hắn còn được nhìn thấy một hình ảnh còn tươi mát đẹp đẽ hơn, vì lúc này khăn tắm đã rời khỏi người sở giao. Khi thấy Hạ Thiên tiến vào thì sở giao đóng cửa phòng tắm, nàng khẽ nhảy lên ôm lấy người Hạ Thiên, Hai tay ôm quanh cổ hắn, sau đó ghé sát tai nũng nịu. "Chồng, tối qua thiếu chút nữa em đã chết, khi đó em nghĩ chết mà vẫn còn là xử nữ, còn chưa được chồng làm thịt thì rất đáng tiếc. Vì vậy, chồng, khi đó em đã quyết định, tuyệt đối không thể để cho sự kiện kia phát sinh, anh phải biến em thành phụ nữ chân chính mới được." Đét. Hạ Thiên cũng vỗ một cái lên mông Sở Dao, sau đó hắn dùng giọng mất hứng nói. "Đừng nói lung tung, em có chồng không gì không làm được, sao có thể chết?" ư ừ. sở giao rên rỉ một tiếng sau đó bộ dạng rất đáng thương chồng em biết sai rồi nhưng bây giờ chủ động có phải là thuộc nữ không em mặc quần áo vào được không nhưng hình như em không còn quần áo tất cả đều bẩn hết rồi ư ừ. sở giao không còn nói được nữa miệng đã bị chặn hạ thiên sao có thể cho nàng mặc quần áo ôi đói bụng quá vương tiểu nha mở mắt nàng duỗi lưng sau đó sờ lên bụng nhỏ nàng vì đói mà thức dậy. Chị sở, hạ thiên ca ca. Vương tiểu nha thuận miệng nói một câu, sau đó nàng ngồi dậy, xoa xoa mắt, nàng quay đầu nhìn phòng, sau đó có chút mơ hồ. Ủa, hạ thiên ca ca và chị sở đi đâu rồi? Chẳng lẽ bọn họ ra ngoài ăn điểm tâm rồi sao? Vương tiểu nha lầm bầm, sau đó nàng bước xuống giường tìm được điện thoại của sở giao, nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ, vì vậy mà không khỏi lầm bẩm đi ra ngoài dùng cơm cũng không gọi mình, chị sợ quá mất nghĩa khí, nhất định là muốn chiếm Hạ Thiên Ca Ca một mình. Hạ Thiên Ca Ca nhất định sẽ mang bữa sáng về cho mình, lúc này mình chỉ cần chờ ở đây là được. Vương Tiểu Nha nói xong thì chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, sau đó chờ Hạ Thiên Ca Ca đưa bữa sáng về, nàng có thể được ăn. Vương Tiểu Nha đẩy cửa phòng tắm nhưng không mở, nàng lập tức buồn bực, chẳng lẽ mình yếu sức, không thể mở được một cánh cửa sao? Vương Tiểu Nha lại đẩy. Cửa lại không mở, khi Vương Tiểu Nha cảm thấy kỳ quái thì đột nhiên nghe được một âm thanh quái dị từ bên trong truyền ra. Có người tắm bên trong sao? Vương Tiểu Nha cảm thấy kỳ quái, nhưng đây không phải là tiếng tắm rửa, trước nay nàng chưa từng nghe qua. Hạ Thiên ca ca, chị Sở, hai người là gì trong đó vậy? Vương Tiểu Nha ở bên ngoài kêu lên. Á! Bên trong vang lên một âm thanh rất cao, Vương Tiểu Nha có thể phát hiện ra đó là âm thanh của Sở Dao chị sở, chị làm gì bên trong vậy? Vương Tiểu Nha lại hỏi. Hạ Thiên ca ca đi đâu rồi? Bên trong vẫn không trả lời. Vương Tiểu Nha chờ đợi một lúc lâu, sau đó nàng lại đến ngồi xuống bên mép giường, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy mê hoặc, nàng không hiểu sở giao làm gì bên trong, vì sao không để ý đến nàng. Còn nữa, Hạ Thiên ca ca đã đi rồi sao? Hay đã đi từ tối qua? chương 440, cái gọi là chữa thương. Vương Tiểu Nha ngồi trên giường chờ đợi khá lâu, phòng tắm vẫn không mở cửa, không ai đi ra, ngược lại còn truyền đến những âm thanh kỳ quái. Điều này làm cho nàng lo lắng, chị sở phát bệnh rồi sao? Chị sở, có phải chị sinh bệnh rồi không? Vương Tiểu Nha lại chạy đến hỏi. Có cần em điện thoại cho Hạ Thiên ca ca không? Một lúc lâu sau thì có âm thanh của sở giao từ bên trong truyền ra. Không, không cần, em ở bên ngoài chờ một lát, chị sẽ ra ngay. À, Vương Tiểu Nha nghe được âm thanh của sở giao thì an tâm trở lại, nhưng sau hơn 10 phút mà sở giao vẫn chưa ra, vì vậy nàng dứt khoát xem TV. Sau khi Vương Tiểu Nha xem được một tập phim thì sở giao vẫn còn chưa ra. Trời, mình đói meo rồi, chị sở làm gì bên trong vậy? Vương Tiểu Nha nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ, điểm tâm cũng không cần ăn nữa rồi, bây giờ nên trực tiếp dùng cơm trưa. Vương Tiểu Nha đáng thương lại bước xuống giường đi đến phòng tắm. Đúng lúc chuẩn bị gõ cửa thì cửa mở. Chị Sở, cuối cùng chị cũng đi ra. Vương Tiểu Nha chợt ngẩn ngơ. Một lúc sau nàng mới kịp phản ứng. Hạ Thiên ca ca, sao lại là anh? Chị Sở đâu? Chị ở đây. Một giọng nói mềm nhũn vang lên sau lưng Hạ Thiên. Sau đó Sở Giao cũng đi ra khỏi phòng tắm. Lúc này Sở Giao vẫn quấn khăn tắm quanh người. Tất nhiên lần này nàng sẽ bao phủ những bộ vị mấu chốt nhưng hai gò má nóng bỏng cặp mắt ngập nước da thịt trắng nõn có màu hồng phấn nhìn qua hình như có chút không bình thường tuy vương tiểu nha không biết đây là điều gì nàng cũng mơ hồ cảm thấy không bình thường vì vậy mới không nhịn được phải hỏi hạ thiên hạ thiên ca ca anh cùng chị sở làm gì bên trong vậy chồng giúp chị chữa thương sở giao nhanh chóng đón lời nàng không muốn đầu độc các cô bé vì vậy mới kéo hạ thiên vào nhà tắm nếu không sợ rằng sẽ cùng với hắn lăn lộn trên giường vương tiểu nha nhìn cánh tay và bắp đùi của sở giao sau đó nàng kỳ quái hỏi chị sở thương thế đã lành rồi sao đúng vậy chồng vừa chữa tốt cho chị sở giao nói mà mắt không chấp vương tiểu nha dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hai người nàng cũng hỏi thêm chị sở hạ thiên ca ca em đói quá chúng ta ra ngoài dùng cơm nhé được nhưng em chờ chút chị phải điện thoại cho người mang quần áo đến đã sở giao đi đến bên giường cầm lấy điện thoại, nàng nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi. Sau khi tay chân lành thương thì lập tức rơi vào hoạt động dữ dội, hơn nữa những chỗ tham gia hoạt động là rất trọng yếu, tuy hạ thiên mát tay không làm nàng đau, nhưng sau vài giờ hoạt động dữ dội, cuối cùng nàng cũng mệt chết. Bà đã không còn là xử nữ, sau này có bị chém chết cũng không còn gì nuối tiếc. Sở giao thầm nghĩ. 10 phút sau có người mang quần áo đến cho sở giao, nàng mặc quần áo rồi cùng hạ thiên và vương tiểu nha xuống lầu dùng cơm ba người đều đói nên không đi xa trực tiếp vào nhà hàng trong khách sạn dùng một bữa chồng em phải về nhà em phải đi ngủ anh có đi theo không sở giao ăn cơm trưa xong thì hỏi thăm hạ thiên hạ thiên thấy sở giao rất buồn ngủ vì vậy hắn quyết định đưa nàng về nhà sau khi trả tiền phòng thì ba người rời khỏi khách sạn cả ba ngồi trên một chiếc taxi hơn nửa giờ sau mới dừng lại ở một khoảng sân rất cổ. chồng, đây là nhà em, em ở bên trong, em sẽ đưa anh vào xem. sở giao kéo tay Hạ Thiên tiến vào bên trong. trong sân có rất nhiều kiến trúc, Hạ Thiên phát hiện trong chỗ này giống như cùng loại với khu đất của Kiều Gia, nhưng diện tích có vẻ ít hơn một chút so với Kiều Gia. trên đường thỉnh thoảng gặp vài người, ai cũng phải chào hỏi sở giao, điều này chứng tỏ thân phận của nàng không tầm thường. chồng tuy trong này nhìn có vẻ hơi cổ, nhưng thứ gì cũng có, thậm chí cũng có cả đường đua xe, khi em 7 tuổi đã đua xe trong nhà rồi. Sở giao vừa đi vừa giới thiệu với Hạ Thiên. Hi hi, còn nữa, em cũng không thích kiểu nhà cũ, vì vậy mới tự mình xây riêng một biệt thự, nó ở phía trước. Một lúc sau ba người đã thấy được ngôi biệt thự của sở giao, nếu so sánh với những kiến trúc cổ ở bên trong thì ngôi biệt thự này không tầm thường. Sở giao đưa Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha vào biệt thự, nàng nói với hạ thiên chồng trước tiên em lên lầu đi ngủ khi tỉnh lại sẽ cùng mọi người đi chơi nếu anh cảm thấy nhàm chán thì có thể đưa vương tiểu nha đi trước sở giao thật sự không chịu được nàng nói xong thì lên lầu vào phòng ngủ nằm xuống giường ngủ ngay hạ thiên ca ca chị sở đi ngủ rồi không bằng chúng ta đi về thôi vương tiểu nha không còn ai nói chuyện vì vậy nàng muốn rời khỏi nơi này em muốn đi đâu Hạ Thiên Thuận miệng hỏi. Em về nhà lên mạng là được. Vương Tiểu Nha suy nghĩ rồi nói, trong nhà nàng vốn không được lên mạng, nhưng sau khi nàng làm bạn gái của Hạ Thiên, nàng bày ra địa vị đại tàu tương lai mà bắt tên mập phải mua máy tính và nối mạng, vì vậy bây giờ dù về nhà nàng cũng không quá nhàm chán. Được, anh đưa em về. Hạ Thiên cũng rất muốn quay về Kiều Gia, ngày hôm qua hắn vốn đã đồng ý đi đùa với chị Mộng, nhưng sau đó lại bỏ đi, không biết chị Mộng có nổi giận không. Vương Tiểu Nha nhớ đến một vấn đề. Đúng rồi, Hạ Thiên ca ca, cho em mượn điện thoại, em điện thoại cho đại ca, để anh ấy mua điện thoại cho em, điện thoại tối qua đã bị rớt mất rồi. Hạ Thiên lấy điện thoại đưa cho Vương Tiểu Nha, sau đó nàng bấm số của Vương Kiệt. Đại ca, anh tìm em sao? Tên mập nhanh chóng nhận điện thoại. Là đại tàu của anh đây. Vương Tiểu Nha nói. Này, điện thoại của em rất mất rồi, anh giúp em mua một cái điện thoại đưa về nhà, em sẽ về ngay. Tên mập ở bên kia có chút buồn bực, tiểu nha đầu này quá ức hiếp người, dám ra lệnh cho hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đồng ý, thực tế dù nói thế nào thì hắn vẫn rất sủng ái cô em gái này. Hạ thiên ca ca, chúng ta ra ngoài thôi. Vương tiểu nha cúp điện thoại và kéo hạ thiên ra ngoài, khi vừa ra khỏi biệt thự thì có một đám người đi vào. chương 441, kính giả yêu trẻ. Đi đầu là một ông lão dáng người khô ngô, dâu tóc bạc trắng, có lẽ cũng đã hơn 70. Nhưng ông lão này không có vẻ quá già, ngược lại còn có thêm một phần quắc thước, hơn nữa trên người còn bùng ra một luồng khí thế bế nghế uy nghiêm, giống như khí thế của người bề trên. Phía sau ông lão có bảy tám người, phần lớn là 40-50, cũng có hai tên còn rất trẻ, cũng chỉ hơn 20. Tất nhiên dù là những người 40-50 hay hơn 20 cũng rất cung kính với ông lão. Hạ Thiên không quan tâm đến đám người này, trong đây không có cô gái nào chứ đừng nói đến người đẹp, vì vậy không đáng cho hắn quan tâm. Đúng lúc này một giọng nói có chút âm trầm truyền vào tai Hạ Thiên, ông lão mở miệng. Cậu là Hạ Thiên sao? Tôi là Sở Định Quốc, tối qua tôi đã điện thoại cho cậu. À, ông là người tối qua điện thoại quấy nhiễu tôi sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Sở Định Quốc. Nhưng cũng không sao, tôi nói là giữ lời, ông là ông nội của vợ tôi, bây giờ tôi rất nể mặt vợ sẽ không so đo với ông câm mồm có người nói như vậy sao đâu ra một kẻ không biết trời cao đất rộng thế này mau xin lỗi ông a à, vũ lên dậy bảo nó cách làm người khoảnh khắc này có vài tiếng gầm giống đám người sau lưng sở định quốc đều nổi giận một tên thanh niên trong số đó muốn phóng lên dậy bảo hạ thiên hạ thiên nhấc chân đạp bay tên thanh niên vừa phóng tới sau đó hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn đám người tất cả im mồm nếu không tôi cho ăn đòn khi hạ thiên nói ra những lời này thì tên thanh niên kia cũng ngã lên mặt đất sau đó một tiếng kêu đau đớn vang lên đám người bên kia càng tức giận những âm thanh chói tai liên tục vang lên buồn cười quá kỳ cục bây giờ thanh niên thường không biết lễ phép được dạy nó một bài học á à, á à. những tiếng quát chói tai và tiếng kêu thảm thiết cùng vang lên khoảnh khắc sau đã có đám người nằm đầy đất trong đám người chỉ còn lại một người đứng, đó chính là sở định quốc. Yên tĩnh, hạ thiên phủi tay, sau đó hắn kéo tay vương tiểu nha. Chúng ta đi thôi. Hạ thiên, cậu chờ chút. Số điện thoại lúc này mới mở miệng, đồng thời lão khoát tay về phía sau, tỏ ý người khác đừng xen vào. Lúc này đám người bị hạ thiên đánh tuy vẫn rất tức giận nhưng không dám nói thêm điều gì, ai cũng đứng lên đi ra đứng sau lưng sở định quốc rồi nhìn chầm chầm vào hạ thiên. Tôi không muốn trò chuyện với ông." Hạ Thiên ngáp một cái. "Tôi không thích những ông lão." "Sao?" Trên mặt Sở Định Quốc có chút hứng thú. "Không biết cậu có thể nói cho tôi biết, vì sao cậu không thích các ông lão?" "Đơn giản thôi, vì ba vị sư phụ của tôi là ba ông lão." Hạ Thiên trả lời. "Nhưng bọn họ vẫn chưa già bằng ông, bọn họ còn chưa tới 60." "Nói vậy cậu không thích các vị sư phụ sao?" Sở Định Quốc cười nhạt một tiếng. Kính giả dạ yêu trẻ tôn sư trọng đạo, bọn họ cũng là người già, hơn nữa còn là sư phụ của cậu, cậu phải tôn kính bọn họ mới đúng chứ. Cái gì mà là kính giả dạ yêu trẻ? Ba ông già không thương người trẻ, sao tôi phải thương lại? Hạ Thiên tức giận nói. Này, ông quá rông dài, tôi nể mặt vợ giao giao, vì vậy mới nói nhiều với ông. Hạ Thiên, tuy chúng ta mới gặp mặt lần đầu, nhưng tôi rất hiểu rõ về cậu, thật ra còn hơn hẳn những gì cậu tưởng tượng. Sở Định Quốc mỉm cười nói: "Tôi cũng rất tò mò với ba vị sư phụ của cậu, vì tôi muốn biết ba vị sư phụ kia phải là người thế nào mới dạy dỗ được một đồ đệ như cậu. Căn cứ vào những lời cậu vừa nói, tôi nghĩ ba vị sư phụ của cậu nhất định là quá nghiêm khắc, vì vậy cậu mới ghét bỏ bọn họ." "Ông thì biết cái gì? Tôi cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với ông, tôi đi đây." Hạ Thiên không muốn tiếp tục nói chuyện với Sở Định Quốc. Hắn ôm lấy Vương Tiểu Nha rồi hóa thành một bóng người biến mất trong mắt Sở Định Quốc. Hạ Thiên vừa chạy vừa thầm nghĩ, ba ông lão trên núi ngày nào cũng muốn thừa dịp cướp mất thần tiên tỷ tỷ, như vậy mà gọi là yêu thương sao? Bọn họ không yêu trẻ, tất nhiên hắn sẽ không kính già. Hạ Thiên cũng không muốn nói nhảm với Sở Định Quốc, hắn nhanh chóng ôm Vương Tiểu Nha chạy đi, sau khi đưa Vương Tiểu Nha về nhà, hắn lại quay về kiều gia. Hạ Thiên đi vào biệt thự của Kiều Tiểu Kiều hắn phát hiện bên trong phòng khách ngoài Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi, Kiều Hoàng Nhi thì còn có Kiều Đông Hải. Ủa, Hạ Thiên, cậu đã trở về rồi à, tôi đang chuẩn bị tìm cậu. Khi thấy Hạ Thiên thì Kiều Đông Hải có chút vui sướng. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Anh tìm tôi làm gì? Cậu có thể liên lạc với người của ám ảnh đoàn không? Kiều Đông Hải có chút chần chừ, cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Được, tôi có hai vợ ở ám ảnh đoàn, Hạ Thiên không suy nghĩ rông dài, hắn nói ngay. À, Kiều Đông Hải cũng không biết nói gì, người này có hai vợ là sát thủ sao? Hắn không sợ bị vợ sát thủ giết chết à? Kiều Đông Hải có chút ngây ngốc, sau đó hắn nhớ đến chuyện chính, vì vậy hỏi. Hạ Thiên, vậy cậu có biện pháp để bọn họ hủy bỏ nhiệm vụ với Kiều Tiểu Kiều không? Ám ảnh đoàn thường không hủy nhiệm vụ, trừ khi có người hủy bỏ hủy thác. Hạ Thiên trả lời. Tôi biết rồi, tôi chỉ muốn biết thế nào mà thôi xem cố chủ đã hủy bỏ hay chưa nếu đã hủy bỏ thì tôi có thể xác nhận mẹ của phương dĩnh muốn ra tay với kiều tiểu kiều kiều đông hải nói đến đây thì giải thích một câu tôi đã âm thầm sử dụng thủ đoạn với mẹ phương dĩnh nếu vậy tôi sẽ điện thoại hỏi thăm chi isabella hạ thiên lấy điện thoại ra sau đó hắn bắt đầu tìm số điện thoại của isabella hắn biết isabella thường hay đổi số hắn cũng không thể xác định có thể liên lạc được hay không cũng chỉ có thể thử xem thế nào. đúng lúc này một bóng trắng lóe lên, liễu mộng đi vào phòng khách. chị mộng, hạ thiên hô một câu. nếu là trước đó thì liễu mộng sẽ hô lên một tiếng rồi chạy đến, nhưng hôm nay liễu mộng chỉ nhìn hạ thiên, sau đó nàng không để ý đến hắn mà chậm rãi lên lầu. hạ thiên không khỏi sững sờ, hắn thầm nghĩ chị mộng làm sao vậy. khi hạ thiên định hỏi một câu nhưng tiếng ca của liễu mộng đã vang lên. có một tiểu bài hoại. Tên là Hạ Thiên, mỗi lần nói giúp chị thì lập tức chạy đi, có một tiểu bài hoại, tên là Hạ Thiên, nói là chồng chị, vậy mà ngủ cùng chị không có cảm giác. Tuy tiếng ca rất dễ nghe nhưng ca từ làm người ta dở khóc dở cười, Hạ Thiên biết Liễu Mộng đã giận, hèn gì nàng mới không quan tâm đến hắn. Chương 442, yến tiệc. Hạ Thiên cuối cùng cũng tìm được số điện thoại của Isabella, đáng tiếc lúc gọi qua thì số điện thoại đó đã không có người sử dụng, rất rõ ràng Isabella lại đổi số rồi, còn về phần ngải Vi Nhi, Hạ Thiên càng không biết nàng ở đâu, đến lúc này tạm thời hắn cũng không thể nào liên lạc với người của đoàn ám ảnh. Đương nhiên cũng chẳng biết có phải đoàn ám ảnh đã ngừng việc truy sát Kiều Tiểu Kiều hay không nữa. Chỉ có điều lúc này Hà Thiên cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đi quản mấy thứ này, hắn phải đi dỗ dành Liễu Mộng đang giận dỗi đó trước đã. Chị Mộng, tôi đang hát, tôi mặc kệ cậu. Chị Mộng, vậy tôi nghe chị hát. Cậu là tên khốn xấu xa, tôi không thèm hát cho cậu nghe đâu. Chị Mộng, vậy tôi đi chơi cùng chị có được không? Không được, tôi thà chơi với hổ còn hơn, chơi với hổ vẫn là tốt nhất. Tôi bảo nó chơi cùng tôi nó liền chơi cùng tôi, đâu có giống ai kia, toàn nói không giữ lời. Khoảng thời gian tức giận lần này của Liễu Mộng tương đối dài, cũng phải được 10 phút nàng mới vui vẻ kéo tay Hà Thiên đi xuống lầu sau khi Hà Thiên chịu đồng ý với điều kiện ở cùng cô từ hôm nay cho tới ngày mai. Sau đó hai người lại cùng nhau dày vào con hổ tội nghiệp kia. Con hổ tội nghiệp đó bị hai tiểu tử này dày dò hành hạ nguyên cả buổi chiều mãi đến khoảng hơn 6 giờ mới xem là có người đến cứu nó. Nếu như con hổ này mà biết nói nó nhất định sẽ quỳ lại cảm tạ hai vị nữ thần đã cứu nó. Trông à, chị mộng. Giọng của kiều tiểu kiều vọng lại, Hà Thiên và Liễu mộng tạm thời dừng việc hành hạ con hổ đó lại chạy đến bên lan can. Tiểu kiều, sao em lại tới đây? em cũng muốn chơi cùng hổ sao? Liễu Mộng có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều. Chị Mộng, lát nữa em phải đi tham gia một bữa yến tiệc từ thiện, chị muốn đi không? Kiều Tiểu Kiều thản nhiên cười, nàng đương nhiên không phải muốn chơi con hổ đó rồi, nàng không có năng lực đó cũng như không có sở thích đó. Liễu Mộng chấp chấp hai mắt. Người muốn dẫn tên khốn đó đi phải không? Liễu Mộng tuy có chút bản tính trẻ con nhưng điều này không nói lên rằng nàng ngốc nghếch, nàng lập tức hiểu ra rằng Kiều Tiểu Kiều thực ra là muốn cùng đi với Hà Thiên. Đúng vậy, chị Mộng, đại ca nói buổi yến tiệc từ thiện này rất đông người, bên đó cũng chẳng có thiết bị an toàn đặc biệt nào, vì thế mà có chút không an tâm. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu, thực ra không chỉ là vấn đề thiết bị bảo an, chủ yếu là do Kiều Đông Hải vừa mới dùng chút thủ đoạn với mẫu thân của Phương Dĩnh, hắn lo lắng đối phương cháu cùng rứt rậu, vì thế nên trước khi nhận được tin tức từ phía đoàn ám ảnh, Kiều Đông Hải vẫn hy vọng Kiều Tiểu Kiều có thể dẫn Hà Thiên đi cùng. À, tên khốn đó đã đồng ý phải ở bên chị từ tối nay cho tới ngày mai, nếu như hắn muốn đi thì chị cũng đi. Liễu Mộng nói. Trước khi đi, Liễu Mộng chào con hổ. Hổ à, lần sau ta sẽ chơi cùng ngươi nữa, chúng ta đi trước đây. Con hổ đáng thương đó nước mắt nước mũi ròng ròng nhìn Kiều Tiểu Kiều, nữ thần cứu nó đã đi khỏi, đồng thời cũng cầu nguyện trong lòng, Cầu mong cho nữ thần của nó sau này xuất hiện nhiều nhiều, như vậy nó không phải bị ma nữ đó hành hạ nữa. Địa điểm của buổi yến tiệc từ thiện đối hạ thiên mà nói cũng không xa lạ gì, chính là nơi đã cho hắn có được hồi ức đẹp đẽ, khách sạn lớn Khải Duyệt. Tầng 2 của khách sạn lớn Khải Duyệt là đại sảnh chuyên dùng để tổ chức yến tiệc, và buổi yến tiệc từ thiện tối nay lại được tổ chức ở đây, còn các loại đồ ăn thức uống cho bữa tiệc đều được khách sạn lớn Khải Duyệt tài trợ miễn phí. Tất cả cũng chỉ là vì chủ nhân của buổi yến tiệc tối nay chính là Triệu Trí Hùng. Triệu Trí Chí Hùng chính là nhà từ thiện tương đối nổi tiếng trong nước. thiệu Trí Hùng năm nay hơn 50 tuổi, sự từng trải của ông cũng có chút sắc thái truyền kỳ. 30 năm trước, Triệu Trí Hùng chỉ là một giáo viên vùng núi bình thường. Những nơi mà ông dạy học trên cơ bản đều nghèo khó, có rất nhiều đứa trẻ không thể đi học được. Thế là ông bèn dùng chút đồng lương ít ỏi của mình trợ giúp, cố gắng để mỗi đứa trẻ đều có thể đến trường. Nhưng ông chợt hiểu ra, chút tiền lương nhỏ mọn đó của ông vốn không đủ để giải quyết vấn đề. Sau một hồi suy nghĩ, ông đã từ chức công việc giáo viên của mình, bắt đầu lưu lạc đến thành phố Giang Hải, ông có một đầu óc kinh doanh tương đối khá. Chính trong những năm bắt đầu mở cửa, ông mau chóng kiếm được không ít tiền, và cuối cùng ông cũng đã mãn nguyện khi những đứa trẻ ở vùng núi đó đều được đến trường. Và trong thời gian 20 năm sau đó, ông vừa tích cực làm ăn buôn bán của mình vừa mở rộng phạm vi quỹ tài trợ cho các nhi đồng ở vùng núi nghèo khó, nhưng dần dần ông lại phát hiện ra một điều. Cho dù ông có kiếm được nhiều tiền hơn đi chăng nữa thì so với vô số nhi đồng nghèo khó trên toàn quốc mà nói thì vẫn còn kém xa không đủ được. Thế là bắt đầu từ 10 năm trước ông đã giao việc làm ăn cho người khác quản lý, thành lập nên quỹ từ thiện Thiệu Trí Hùng, bắt đầu cho hành trình toàn tâm toàn ý làm từ thiện. Mấy năm nay quỹ từ thiện của Thiệu Trí Hùng phát triển rất nhanh, còn Thiệu Trí Hùng ban đầu cũng chỉ đơn thuần là trợ giúp nhi đồng thất học được đến trường giờ đã phát triển đến toàn hệ thống giáo dục, sau đó mở rộng ra các lĩnh vực khác, có điều giáo dục trước sau vẫn là cái quan trọng nhất đối với quỹ từ thiện của ông. Thiệu Trí Hùng mỗi năm đều tổ chức yến tiệc từ thiện ở thành phố Giang Hải, thời gian trên cơ bản đều giống nhau cả, đó chính là ngày này hàng năm, ngày nhà giáo mùng 10 tháng 9. Khác với rất nhiều buổi yến tiệc từ thiện tổ chức bán đấu giá, buổi yến tiệc từ thiện lần này vốn sẽ không có chương trình bán đấu giá, chỉ có buổi yến tiệc lần này thôi, đương nhiên việc quyên tiền là quan trọng nhất, không thể thiếu được. Đối tượng được mời trong buổi yến tiệc này đa số đều là các danh nhân và người giàu có, thân là thiếu nữ thiên tài có tiếng nhất ở thành phố Giang Hải, Kiều Tiểu Kiều được mời là điều hiển nhiên không có gì lạ. Trên thực tế đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Kiều Tiểu Kiều tham dự buổi tiệc từ thiện của Thiệu Trí Hùng, mà mỗi lần số tiền mà nàng quyên góp không hề nhỏ, chỉ ít cũng phải hơn một triệu. Đương nhiên Kiều gia nhận được lời mời không chỉ có mình Kiều Tiểu Kiều, Kiều Đông Hải cũng nhận được lời mời, có điều hắn không có đi cùng Kiều Tiểu Kiều mà là chia ra người đến trước kẻ đến sau. Tuy buổi yến tiệc từ thiện 8 giờ tối mới bắt đầu nhưng giờ vừa mới 7 giờ mà đại sảnh tầng 2 của khách sạn lớn Khải Duyệt đã đầy ắp người, Thiệu Trí Hùng có mối quan hệ tương đối tốt với giới thương nhân thành phố Giang Hải, rất nhiều người đã nể mặt ông mà nhận lời mời, tuy biết rằng tối nay phải bỏ chút tiền ra nhưng trên cơ bản mọi người cũng đều vui vẻ tham dự là người tổ chức buổi yến tiệc này, Thiệu Chí Hùng đương nhiên là phải đến sớm rồi, tướng mạo của Thiệu Chí Hùng quá đối bình thường, ngữ khí hài hòa, với bất kỳ ai cũng nở nụ cười trên mặt, rất dễ khiến cho người ta nảy sinh hảo cảm, và lúc này Thiệu Chí Hùng đang cùng với vợ ông Lưu Tiểu Vân chia nhau chào hỏi những người đến tham dự buổi tiệc sớm, tiện thể giao lưu vài câu ngắn gọn. Lúc này lại có một nam một nữ xuất hiện ở cổng đại sảnh bữa tiệc, Thiệu Chí Hùng vội vàng dắt phu nhân cùng bước tới, tướng mạo người đàn ông thì bình thường cô gái nhìn dáng vẻ cũng chỉ có hơn 23 tuổi, cách ăn mặc cũng giống như một tiểu công chúa vậy, đã thu hút được mọi sự chú ý. Bối bối, cháu đến rồi. Thiệu Chí Hùng rất thân mật chào hỏi cô gái đó, sau đó quay qua người đàn ông nhất thời có chút ngạc nhiên. Đây, cậu là... Khi khi... Cô gái đó cười thành tiếng. Bác Thiệu, bác không quen đại ca à? mươi 443, Mỹ Nữ Tập Hợp. Bác Thiệu, là cháu, tiểu sán. Người này chính là Tô Tiểu Sán, hắn mỉm cười với Thiệu Trí Hùng có chút cảm giác đắc ý. Thế nào, cháu giảm béo vẫn được xem là thành công đó chứ? Cậu chính là Tiểu Sán. Thiệu Trí Hùng có chút ngạc nhiên, nhìn kỹ lại sau đó mới gật đầu. Đúng rồi, rất giống với cậu lúc nhỏ, nhưng cái này cũng quá khoa trương rồi đấy chứ. Trước đây cậu gần 200 ký, nhìn bộ dạng cậu lúc này chắc cũng khoảng 7 chục ký chứ. Tiểu Sán, cháu dám béo bằng cách nào thế? giới thiệu cho bác biết với, bác cũng muốn giảm cân đây. Lưu Tiểu Vân đứng bên cạnh nhịn không được hỏi. Dì Lưu, dáng gì chuẩn quá rồi, sao lại còn giảm béo nữa? Tô Tiểu Sán mỉm cười. Chỉ có điều, bác Thiệu, nói đến người giúp ta giảm béo này thật đúng là vị kỳ nhân, đợi lát nữa có khả năng anh ấy cũng tới, đến lúc đó cháu giới thiệu cho bác. Tô bối bối lại bĩu môi. Cái gì kỳ nhân chứ, chính là đại lưu manh thối tha. Hoặc, bối bối, Đừng nói bậy thế. Tô Tiểu Sán có chút xấu hổ, vội vàng thấp giọng la trách. Tô Bối Bối khẽ hừ một tiếng. Em không có nói bậy, hắn vốn thực là tên lưu manh đó, còn chiếm tiện nghi người ta. Tô Tiểu Sán có chút khó xử không biết nên nói thế nào, liên quan đến chuyện Hạ Thiên chiếm tiện nghi Tô Bối Bối hắn cũng chẳng rõ cho lắm. Em không nói cho anh biết đâu, em đi tìm chị họ để cáo trạng cái tên đại lưu manh kia. Tô Bối Bối lúc này nhìn thấy Diệp Mộng Oánh liền lập tức chạy tới. Lúc tô bối bối rời khỏi, thiệu chí hùng nhịn không được hỏi một câu. Tiểu sán, người mà các cháu nói rốt cuộc là ai vậy? Tên gọi là gì, bác trước kia có quen biết sao? Bác thiệu, khoảng thời gian trước bác không có ở thành phố Giang Hải, gần đây mới quay vừa lại nên chắc không biết hắn, hắn hai tháng trước mới đến Giang Hải. Tô tiểu sán lắc đầu. Hắn tên Hạ Thiên, a à, nói tào tháo tào tháo đến. Ánh mắt thiệu chí hùng rất tự nhiên chuyển ra hướng cửa, dù tuổi tác không còn nhỏ nhưng lúc này ông vẫn có cảm giác hân hoan như xưa, bởi ông nhìn thấy một tiên nữ váy trắng tóc dài chấm gót chân, dung mạo tuyệt mỹ, phong thái tuyệt thế, chắc chắn tất cả những giai nhân có mặt không ai sánh bằng, cho dù là Diệp Mộng Oánh trước đó đã từng tới đây thì so với tiên nữ trước mặt đây cũng sẽ có chút thua kém. Qua vài giây đồng hồ, Thiệu Chí Hùng cuối cùng cũng đã rời mắt, bởi vì ông biết rõ nhìn một nữ nhân như vậy thật không lịch sự, đây cũng không phải là phong cách của ông lúc nãy cũng chỉ là do đối phương thật sự là diễm lệ xinh đẹp quá mức mà thôi. Cái này, tiểu sán, hạ thiên mà cháu nói, không phải là cô gái rất đẹp này đấy chứ. Thiệu Trí Hùng có chút khó mà tin được. Thì, bác Thiệu, không phải nàng, mà là người bên cạnh nàng ấy. Tô tiểu sán có chút tiếc nuối, cái cô liễu mộng này thật sự là lớn lên quá hại nước hại dân vốn không nên xuất hiện trên thế gian này, bất kỳ ai cũng đều theo nàng, danh tiếng đều bị nàng đoạt hết, đây chẳng phải sao, bất luận là Hạ Thiên đang tay trong tay với nàng hay cả ba cô gái Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi, Kiều Hoàng Nhi ở đằng sau nàng rõ ràng đều bị Thiệu Chí Hùng không để mắt tới. Cũng may Thiệu Chí Hùng cũng không phải là đồ háo sắc, cho nên hắn rất nhanh chóng nhìn thấy Hạ Thiên, sau đó lại nhìn Kiều Tiểu Kiều ở đằng sau, ông cũng chẳng quan tâm hỏi tiếp Tô Tiểu Sán nữa mà lập tức kéo Lưu Tiểu Vân đi lên đón khách. Kiều Tiểu Thư, hoan nghênh hoan nghênh. Thiệu Chí Hùng vội vàng chào hỏi Kiều Tiểu Kiều. Thiệu Tiên Sinh, thiệu phu nhân. Kiều tiểu kiều mỉm cười khẽ gật đầu. Còn bên đó tô tiểu sán cũng đã bước đến. Hạ thiên, anh cũng tới rồi. Ê, sao cậu lại gầy thế này? Liễu mộng nhìn tô tiểu sán. Ai không cho cậu cơm ăn để cậu phải đói thế này à? Tô tiểu sán lập tức bày ra bộ mặt đau khổ. Cô liễu mộng này thật đúng là dùng lời nói không sợ bắt người ta chết à? Cậu thật là đáng thương. Liễu mộng lại nói với tô tiểu sán một câu, sau đó liền kéo Hạ Thiên. Tiểu tử thôi, hình như chị đói bụng rồi, đây chẳng phải buổi yến tiệc từ thiện sao. Chúng ta đi tìm đồ gì đó ăn đi. Không để cho Tô Tiểu Sán có cơ hội nói chuyện, cũng không thèm quan tâm Hạ Thiên có đồng ý hay không. Liễu mộng kéo Hạ Thiên đi, nàng nhìn thấy nhân viên phục vụ đang bưng ly rượu đi tới. Nàng liền cầm một ly lên uống một hơi cạn sạch rồi đặt xuống, lại nhìn thấy cách đó không xa có điểm tâm trên bàn. Liễu mộng liền đi qua cầm lấy một cái nhét vào trong miệng, không thèm quan tâm đến những ánh mắt có chút kỳ quái của những người bên cạnh. Nếu không phải vì liễu mộng xinh đẹp khác thường thì khí chất đó lại càng tiên nữ so với tiên nữ nữa, chỉ e có không ít người sẽ cho rằng nàng đến là để tặng cơm cho ăn. Mỹ nữ tỷ tỷ chị cũng đến đây à? Lúc này Hạ Thiên lại nhìn thấy Diệp Mộng Oánh liền kéo liễu mộng đi tới. Diệp Mộng Oánh còn chưa nói lời nói, tổ bối bối đứng bên cạnh đã tức hồng hộc chừng mắt nhìn Hạ Thiên, căm giận mắng. Lưu manh, Mắc ói? Cô mắc ói à? Hạ thiên kỳ quái nhìn tô bối bối. Cô mang thai rồi sao? Tôi phải nói rõ ràng đó, chuyện cô mang thai không liên quan đến tôi, lần trước tôi chỉ ôm cô thôi, chỉ ôm một cái thì sẽ không thể nào mang thai được, cho dù cô có thực sự mang thai đi chăng nữa thì cái thai đó cũng không phải của tôi. Anh anh anh, tô bối bối đáng thương lại bị làm cho tức đến mức trắng bệch cả mặt mũi, lắp bắp nói không thốt nên lời. Diệp mộng oánh thản nhiên cười. Nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Tô Bối Bối xem như an ủi nàng, cô em họ này lần nào cũng thích gây khó dễ Hạ Thiên, nhưng lần nào cũng bị làm cho tức đến thảm thương cũng chính là nàng. "Hạ Thiên, cậu tới cùng Kiều Tiểu Kiều phải không?" Diệp Mộng Oánh thấp giọng hỏi. "Là đi cùng tôi tới đây." Liễu Mộng lại cười hì hì cướp lời nói, sau đó lại kéo Hạ Thiên đi. "Tiểu tử thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm đồ ăn đi." Tô Bối Bối nhìn theo bóng dáng Hạ Thiên rồi qua cô nắm tay nhỏ nàng rất muốn trở thành cô gái tí hon, một trường đập chết tên đại lưu manh này, cái thứ gì chứ, tìm tiểu tam đến mức kiêu ngạo như vậy đó, còn lần này tìm vài cái. Hạ thiên đi theo liễu mộng đến đường luồn của đại sảnh buổi yến tiệc, thực sự cũng khiến cho hắn thấy được buổi yến tiệc hôm nay có không ít người hắn quen biết, ngoại trừ tô tiểu sán diệp mộng oánh bọn họ ra, vợ của tên hầu tử chết tiệc liễu kỳ, mai nhược đình dẫn theo tiểu nha đầu hàm hàm kia cũng có mặt. Mà Liễu Mộng vừa nhìn thấy tiểu nha đầu này liền lập tức bỏ rơi Hạ Thiên hàm hàm, cháu thiếu tiền sao? Liễu mộng kéo hàm hàm, bắt đầu dụ dỗ nàng. Cô có rất nhiều tiền, cháu có muốn mượn tiền không? Liễu mộng đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên việc hàm hàm cho nàng vay nặng lãi. Giờ nàng đã trở thành người có tiền rồi nên nàng cũng muốn cho hàm hàm vay nặng lãi, khiến cho tiểu nha đầu hàm hàm này luôn thiếu nợ nàng. Cô cô, cháu không thiếu tiền. Hàm hàm nháy con mắt. Chỉ có điều, cô cô thật sự có rất nhiều tiền sao? vậy cô cô mua cho cháu điện thoại quả táo được không? Cháu muốn mua điện thoại di động à, cô có thể cho cháu vay tiền, cho cháu mượn một vạn tệ, rồi trả cho cô 10 vạn tệ là được rồi. Liễu Mộng nhanh chóng nói, có thể trả trong vòng một tháng, lợi tức rất thấp đó. Cô cô, cô đã là người lớn như vậy, lại là cô của cháu, cô không biết xấu hổ bảo cháu vay tiền sao? Cô nên mua điện thoại di động tặng cho cháu chứ? Hàm hàm lại có chút bất mãn nhìn Liễu Mộng. Bên này Liễu Mộng đang rủ dỗ tiểu cô nương vay nặng lãi, còn bên kia Hạ Thiên cũng gặp phải một người tính ra thì không quen thuộc cho lắm nhưng lại là người quen biết. Chương 444: Tin vui và tin buồn. Nhìn thấy Liễu Mộng và Hàm Hàm to nhỏ ở đằng kia, Hạ Thiên định đi liên lạc tình cảm với mỹ nữ tỷ tỷ, nhưng mới đi được hai bước thì lại gặp một đôi nam nữ bước vào chính là mễ hồng của quán Ba Thiên Hậu và người được gọi là đệ nhất bảo tiêu Giang Hải Phương Sở từ lần trước cùng với kiều tiểu kiều đến quán ba thiên hậu và sau khi làm cho mễ hồng chết đi sống lại hạ thiên cũng chưa từng gặp lại người đẹp này chỉ có điều hạ thiên đối với loại người con gái như mễ hồng cũng chẳng có hứng thú gì cho nên hắn cũng không thèm để ý tới nàng hay là đi tìm mỹ nữ tỷ tỷ của hắn tương đối quan trọng hơn hạ thiên nhưng vào lúc này phương sở lại chủ động chào hỏi hạ thiên làm gì thế hạ thiên liếc nhìn phương sở hắn càng không có hứng thú với người đàn ông này có một chuyện không biết người có biết hay không, Lâm Tử Hào và Cao Danh Dương đều đã đi kinh thành rồi. Sọng phương sở không lớn, cũng chỉ đủ cho mấy người bọn họ có thể nghe thấy được. Hai tên ngu ngốc đó đi đâu cũng đâu có liên quan gì đến tôi, tôi không có hứng thú bọn họ. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Ban đầu là do Lâm Tử Hào xếp đặt mễ hồng giá họa cho Kiều Đông Hải, đúng không? Phương Sở lại hỏi. Hạ Thiên thấy hơi kỳ lạ nhìn Phương Sở. Đến giờ ngươi mới biết à? Trước đó có tin đồn, Lâm Tử Hào đột nhiên trở nên ngốc nghếch, tất cả đều nói là ngươi gây ra có phải không? Phương Sở lại thấp giọng hỏi. Tên ngu ngốc nhát gan Lâm Tử Hào tôi chỉ vứt hắn lại tòa nhà Hải Giang hắn đã bị sợ khiếp đến ngu ngốc luôn, thật là vô tích sự. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó có chút bực dọc. Sao ngươi có nhiều vấn đề vậy hả? Tôi nhát phải nói chuyện với ngươi rồi, tôi rất bận phải đi trước đây. Hạ Thiên nói đi là đi, rất nhanh đã đi tới bên Diệp Mộng Oánh. Còn sau lưng hắn ánh mắt Phương Sở nhìn hắn có chút quái dị, về phần Mễ Hồng thì trong ánh mắt cô nhìn Hạ Thiên vừa có chút sợ hãi vừa có chút căm giận. Nhìn thấy Hạ Thiên đã đi tới, Tô Bối Bối lại bất mãn. "Nè, anh lại tới đây làm gì hả?" "Không liên quan đến cô." Hạ Thiên không để ý đến tiểu cô nương này, hắn thuận tay ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Diệp Mộng Oánh, đã lâu không có ôm mỹ nữ tỷ tỷ rồi hôm nay phải ôm một cái trước đã. Tô bối bối lại buồn bực, nàng trừng mắt với Hạ Thiên. Nè, đại lưu manh, không được phép chiếm tiện nghi chị họ. Mỹ nữ tỷ tỷ là vợ của tôi, tôi muốn sao thì làm vậy, mắc mớ gì tới cô chứ? Hạ Thiên bất mãn trừng mắt với tô bối bối, tiểu cô nương này thật đáng ghét. Có phải cô ghen ghét tôi không ôm cô không vậy? Chỉ có điều dáng cô quá xấu thôi, cho dù cô có ghen ghét cũng vô ích, tôi sẽ không ôm cô đâu. Nói xong Hạ Thiên lại hôn một cái trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Mộng Oánh khiến cho tô bối bối tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng đứng lên. Tức chết đi được, tôi đi tìm đại ca. Tô bối bối giận giữ phán một câu, sau đó liền đi qua bên tô tiểu sán. Diệp Mộng Oánh bất giác lắc đầu, hai người này thật giống y như oan ra vậy, từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến tận bây giờ hầu như vẫn cãi nhau không ngừng. Hạ Thiên lại rất vui vẻ, cuối cùng thì cái cô chán ghét tô bối bối cũng đã đi, giờ sẽ không có ai quấy rầy hắn và mỹ nữ tỷ tỷ nữa. Nhưng mà điện thoại lại đột nhiên đổ chuông lúc này, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Ông xã, có điện thoại kia. Hạ Thiên một tay ôm Diệp Mộng Oánh, một tay bắt máy. Ai đó? Trông nhỏ à, là chị. Bên kia vọng lại giọng nói êm tai, đúng là Isabella rồi. Nói cho cậu biết một tin vui, còn có một tin buồn nữa, cậu muốn nghe cái nào trước đây? Tin vui. Hạ Thiên không do dự liền đáp. Hi hi, tin vui chính là đoàn ám ảnh sẽ không truy sát cô tình nhân nhỏ bé kiều tiểu kiều của cậu nữa. Chủ thuê đã hủy bỏ ủy thác, ngoài ra còn bồi thường cho đoàn ám ảnh tụi chị một ít tổn thất. Đoàn trưởng đã quyết định không thực hiện nhiệm vụ này nữa vì thế mà chị và huấn luyện viên giờ đã không còn ở thành phố Giang Hải nữa. Isabella cười hì hì nói. Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị Isabella, có phải chị lại muốn đánh nhau nữa phải không? chị cùng vợ xưa tỷ xinh đẹp đều chạy mất đây rõ ràng là tin buồn rồi à thế này ông chồng nhỏ à chị còn có tin càng buồn hơn báo cho cậu biết isabella vẫn yêu kiều như vậy một bộ dạng mà ngay cả ở trong điện thoại cũng đã hấp dẫn hạ thiên rồi tuy đoàn ám ảnh sẽ không truy sát kiều tiểu kiều nữa nhưng huấn luyện viên nói nàng vẫn phải tìm cậu để báo thù đó hạ thiên lập tức cao hứng chị isabella cuối cùng chị cũng đã nói tin vui cho tôi biết rồi Lần sau tôi sẽ ban thưởng cho chị. Ông chồng nhỏ à, huấn luyện viên muốn tìm cậu để báo thù, cậu không nghe nhầm đó chứ? Isabella không khỏi ngẩn ngơ, cái này mà lại là tin vui sao? Chị Isabella, đợi khi nào vợ sư tỷ xinh đẹp tới tìm tôi, tôi có thể biến nàng ấy thành vợ chính thức của tôi rồi, cái này đương nhiên là chuyện vui rồi, tôi đang sầu là tìm không thấy nàng ấy đây. Hạ Thiên cười hì hì nói. Isabella ngẩn ngơ cái tư duy này của ông chồng nhỏ thật khác người quá, trả trách ngay cả nàng cũng dám ngủ, tuyệt nhiên không hề sợ nửa đêm nàng chém chết hắn. "Ọc, à, ông chồng nhỏ, huấn luyện viên đến rồi, chỉ phải đi trước đây, lần sau gặp." Isabella ngây ngẩn một lúc rồi sau đó liền tìm cớ cúp điện thoại, đương nhiên trên thực tế thì đúng lúc này Ngải Vi Nhi cũng vừa bước vào. Hạ Thiên lướt nhìn một lượt khắp căn phòng tìm kiếm Kiều Đông Hải, qua một lúc hắn nhìn thấy Kiều Đông Hải đang tán gái ở một góc khác. Mỹ nữ tỉ tỉ, chị chờ tôi một lát, tôi có tí việc sẽ quay lại ngay. Hạ Thiên đi về phía Kiều Đông Hải. Kiều Đông Hải rất nhanh nhìn thấy sự hiện diện của Hạ Thiên, hắn liền chủ động đi tới, thấp giọng hỏi. Có việc à? Chị Isabella gọi điện thoại cho tôi nói đoàn ám ảnh sẽ không ám sát tiểu Kiều nữa. Hạ Thiên nhanh nhỏ nói. Vậy à, tôi hiểu rồi. Kiều Đông Hải gật gật đầu. Hạ Thiên, những chuyện còn lại cậu không cần lo lắng nữa rồi, tôi sẽ giải quyết ổn thoải, một khi đã chắc chắn được ai là kẻ muốn ám sát tiểu kiều đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua cho họ. Vậy được rồi, tôi quay trở lại chỗ Mỹ nữ tỷ tỷ trước đây. Hạ Thiên cũng chỉ muốn báo cho Kiều Đông Hải biết tin này mà thôi, nói xong liền quay người bước về phía Diệp Mộng Oánh. Nhưng mới trong chốc lát, Hạ Thiên liền phát hiện ra bên cạnh Diệp Mộng Oánh còn có thêm một người, mà người này cũng không phải ai khác chính là Kiều Tiểu Kiều, Hai người đang trò chuyện cái gì đấy mà trên mặt họ đều nở nụ cười rất tươi, nhìn bộ dạng họ nói chuyện rất chi là vui vẻ. Hạ Thiên nhìn thấy cảnh này ngược lại cũng không hề cảm thấy kỳ lạ gì cả, hai người này đều là vợ của hắn, cùng nói chuyện phiếm với nhau đương nhiên cũng chẳng có gì là lạ, nhưng xem ra trong ánh mắt của đại đa số những người tham gia bữa yến tiệc từ thiện tối nay lại vô cùng kỳ lạ. Mặc dù người đứng ra tổ chức bữa yến tiệc từ thiện này chính là Thiệu Chí Hùng, nhưng cũng không ai phủ nhận trong số những người ở đây. Kiều Tiểu Kiều và Diệp Mộng Oánh có thân gia hùng hậu cùng với sự đẹp đẽ phi phàm vẫn luôn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Bất kỳ ai cũng thi thoảng nhìn các nàng một lúc, và họ nhìn thấy các nàng nói chuyện vui vẻ như vậy cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy cả thế giới này thật sự đã thay đổi rồi. Hai người này sao có thể trò chuyện vui vẻ như vậy được chứ? Ai ai cũng biết, Kiều Gia và Diệp Gia vẫn luôn ngầm cạnh tranh giành địa vị gia tộc đệ nhất Giang Hải. chương 445, Huỳnh Hoàng khoác lác. Tam đại gia tộc ở Giang Hải, Diệp gia và Tô gia vì có mối quan hệ liên hôn nên tương đối gần gũi, còn Kiều gia và Diệp gia lại luôn có mối quan hệ không được tốt cho lắm. Có tin đồn trước đây Kiều lão gia và Diệp Thiên Nam có ăn tết với nhau. Đương nhiên giờ Kiều lão gia đã không còn trên nhân thế, Diệp Thiên Nam cũng không khẳng định chuyện này, còn như giữa bọn họ có thật sự ăn tết với nhau hay không thì cũng không thể nào biết được. Mặc dù quan hệ giữa Kiều gia và Diệp gia chưa đáng nói tới mức như nước với lửa, nhưng ai ai ở thành phố Giang Hải cũng đều biết quan hệ giữa hai tộc này tuyệt đối không thể nào tốt hơn được, mà hiện nay Kiều Tiểu Kiều và Diệp Mộng Oánh phân biệt rõ ràng là nhân vật kiệt xuất nhất của hai tộc, hơn nữa còn đều là người đẹp có tiếng cả, dĩ nhiên là khiến cho không ít người đem ra so sánh, còn những tin đồn về mối quan hệ bất hòa giữa hai người này thỉnh thoảng cũng xuất hiện. Nhưng lúc này nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ như vậy, mọi người đều chỉ có một suy nghĩ trong đầu, những lời đồn thổi quả thật không thể nào tin được. Nhưng lại có một số biết nội tình bên trong, ví dụ như Kiều Đông Hải, Tô Tiểu Sán, Tô Bối Bối, bọn họ đều biết cả, thực ra không phải lời đồn đại không đáng tin mà trên thực tế trước đây mối quan hệ giữa Kiều Tiểu Kiều và Diệp Mộng Oánh thực sự không tốt đẹp. Hai người bọn họ lúc này có thể trò chuyện vui vẻ được như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó là bọn họ đã tìm được cùng một người đàn ông cho mình. Suy nghĩ của mọi người khác nhau cả, Hạ Thiên lúc này đi tới giữa hai mỹ nữ, một tay ôm một nàng vào lòng, sau đó hỏi Mỹ nữ tỷ tỷ, Tiểu Kiều, hai người đang nói chuyện gì thế? Những người nhìn thấy cảnh này hơn một nửa hoài nghi mình đã nhìn nhầm, cái này, cái này, ngày tận thế rồi sao? Kiều Tiểu Kiều và Diệp Mộng Oánh, hai mỹ nữ nổi danh nhất thành phố Giang Hải vừa có ngoại hình vừa có tài năng này lại được cùng một người đàn ông ôm vào lòng. Người đó là ai? Vị hôn phu Kiều Tiểu Kiều, nghe nói cũng là vị hôn phu của Diệp Mộng Oánh. Cái này có quá rồi chăng? hai vị mỹ nữ này cùng một chồng sao tôi cũng cảm thấy rất giả tạo nhưng hình như đó lại là sự thật hơn nữa còn nghe đồn tên khốn đó không chỉ có hai mỹ nữ này đâu tên khốn đó là ai hắn tên hạ thiên nghe nói là người đàn ông rất thần bí rất thần kỳ mấy người đàn ông đó đang bàn tán các người đẹp khác cũng đang sầm xì người đàn ông của kiều tiểu kiều cũng chả có gì đặc biệt còn chẳng đẹp trai bằng chồng mình Vị hôn phu của Diệp Mộng Oánh cũng chỉ được có vậy thôi sao, xem ra có tiền cũng chưa chắc tìm được một ông chồng tốt. "Ê, các cô đừng nói lung tung, tôi biết người tên Hạ Thiên đó, rất lợi hại." "Đúng vậy, tôi cũng có nghe nói, nói người đó thần kỳ, có thể khiến cho người sống biến thành người chết, cũng có thể khiến cho người chết sống lại." "Có phải thật không đấy? Có khoác lác quá không?" "Tôi không biết có phải thật không, nhưng người đàn ông đó nhất định là rất lợi hại." Còn không cô tưởng rằng Kiều Tiểu Kiều ngốc sao? Điều kiện của cô ta thế nào mà đáng phải đi tranh giành một người đàn ông? Cũng đúng, một đám nam nữ không có liên quan thì không ngừng sầm xì si ở bên kia, còn Kiều Đông Hải ở bên này cũng không tán gái nữa, chen lại chỗ của Tô Tiểu Sán, hai người này cũng đang xúc động. "Ê, tôi thấy tiểu tử Hạ Thiên này có phải hơi huynh hoang khoác lác rồi không?" Tô Tiểu Sán nói mang theo chút hương vị ghen tị. Lập tức anh sẽ thấy hắn càng huynh hoang khoác lác hơn đấy. Thần sắc của Kiều Đông Hải hơi khác lạ bởi vì hắn đã nhìn thấy Liễu Mộng qua đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Liễu Mộng lập tức kéo Hạ Thiên đi, nàng dụ dỗ Hàm Hàm một hồi lâu vẫn không thành công để cho Hàm Hàm đến tìm nàng vay nặng lãi, ngược lại còn suýt nữa bị Hàm Hàm thuyết phục tặng cho Hàm Hàm một chiếc điện thoại di động, Liễu Mộng cảm thấy vô vị không muốn chơi tiếp với Hàm Hàm nữa, nàng lại đi tìm Hạ Thiên. Nếu như trong đám người đó có súng Tôi thấy chắc chắn sẽ có người cho Hạ Thiên một phát súng. Tô Tiểu Sán thuận miệng nói ra, chỉ là lời nói vừa dứt liền nghe thấy hai tiếng súng đùng đùng vang lên. Tô Tiểu Sán nhất thời trợn mắt há hốc mồm, hắn chỉ là tùy tiện nói ra mà thôi, chẳng lẽ thực sự có người nổ súng bắn Hạ Thiên, nhưng vấn đề là trong này ai có súng? A! À, trong đại sảnh buổi yến tiệc kêu lên thất thanh, còn có một số người nhận thức được đã ôm đầu quỳ xuống, tiếng súng này rõ ràng đã làm khiếp sợ rất nhiều người. Không được nhúc nhích, tất cả không được nhúc nhích, động đậy lung tung ta sẽ nổ súng đấy. Một tiếng giống to từ cửa đại sảnh buổi yến tiệc vọng lại. Tô Tiểu Sán bất giác nhìn ra hướng cửa, sau đó hắn liền phát hiện ra không phải là có người nổ súng bắn hạ thiên mà là có người muốn ăn cướp, chỉ nhìn thấy ở cửa xuất hiện bốn người đàn ông, trên đầu mỗi người đều đội cái chùm mặt màu đen, một người cầm một khẩu súng tự động, ba người còn lại trên tay đều cầm súng ngắn họng súng nhắm chuẩn vào bên trong chỉ cần bọn họ nổ súng chắc chắn đại sảnh buổi yến tiệc lập tức sẽ có máu chảy thành sông tất cả lùi ra sau người đàn ông đứng trên cùng quơ quơ khẩu súng ra lệnh xuống đám đông sau đó lại nạt hét lên một tiếng thiệu trí hùng ông ra đây cho ta mọi người kinh động khiếp sợ đều lui về phía sau phía trước đại sảnh buổi yến tiệc liền lộ ra một khoảng trống và lúc này người đàn ông đó lại mở miệng nói nếu như các ngươi ngoan ngoãn phối hợp không được báo cảnh sát cũng không được chạy toán loạn thì ta sẽ không làm gì các ngươi cả. nhưng nếu như có người động đậy vậy thì thủ hạ của ta sẽ nổ súng. ta nói cho các ngươi biết, đây là súng tự động, bên trong chỉ ít có mấy trăm viên đạn, giết sạch tất cả các ngươi không thành vấn đề. nói đến đây hắn liền vẫy tay ra phía sau, ra lệnh với người đang khẩu cầm súng tự động, ngươi lên trước canh giữ bọn họ, nếu có người động đậy lung tung người nổ súng luôn. Thiệu ba, là con phải không? lúc này đột nhiên thiệu trí hùng mở miệng nói cầm miệng người đàn ông đó quát thiệu trí hùng sau đó lại cầm súng chỉ chỉ thê tử của thiệu trí hùng là lưu tiểu vân ngươi cũng lên phía trước thiệu ba bố đã nuôi con lớn lên cho dù con có đeo bịt mặt thì bố vẫn có thể nhận ra con bố biết là con nhưng bố thật không ngờ con lại cơ thể làm ra chuyện thế này ngữ khí của thiệu trí hùng tràn đầy niềm chua xót đau khổ con đã xa ngã đến mức đã đi cướp bóc rồi sao Thiệu Chí Hùng, ông cầm miệng cho tôi, ông không cần ông giáo huấn. Người đàn ông đó giật cái bịt mặt xuống hiện ra một khuôn mặt gầy gò xanh sao. Tôi như thế này đều là ông ép tôi. Thiệu ba, bố thừa nhận bố có trách nhiệm, trong những năm con trưởng thành bố vì quá bận rộn làm ăn buôn bán cùng với sự nghiệp từ thiện nên không có thể dạy dỗ con tử tế. Chính vì vậy mà bố mới chủ động đưa con vào trại giam, hy vọng ở đó con có thể nghĩ lại mà cố gắng học tập, nhưng bây giờ xem ra bố đã sai rồi, con chẳng những không có sửa đổi mà ngược lại ngày một thậm tệ hơn. Sắc mặt thiệu trí hùng càng lúc càng phẫn nộ. Những người đến đây hôm nay cũng đều là vì sự nghiệp từ thiện mà đến, còn con lại cầm súng chỉ vào bọn họ, uy hiếp muốn giết hại bọn họ, nếu như con còn có một chút lương chi thì con nên bỏ súng xuống, sau đó tự đi đến cục cảnh sát. Tôi phì nhổ, thiệu ba nhổ một bài nước miếng. Thiệu Trí Hùng, đừng có dùng lại cái chiêu giáo huấn cũ dích ra với tôi, giờ tôi chỉ hỏi ông một câu, ông muốn những người giúp đỡ sự nghiệp từ thiện của ông sống sót mà rời khỏi đây hay là muốn cho bọn họ cùng đi gặp lão Diêm Vương với ông? chương 446, tôi chưa ăn no sẽ giận đấy. Nghe được thiệu ba rõ ràng là muốn dùng mạng của những người ở đây uy hiếp ông, thiệu trí hùng không thể nào bình tĩnh lại được nữa, ông tức giận quát. Thiệu ba, rốt cuộc mày muốn thế nào? Thiệu Chí Hùng, chẳng phải ông coi trọng nhất quỹ từ thiện bảo bối của ông đó sao? Thiệt thòi cho tôi đã gọi ông là cha hơn 20 năm, lúc trước ông cũng chỉ lấy trong đó vài chục vạn, ông liền đưa tôi vào trại giam. Thiệu ba hung hăng chừng mắt nhìn chầm chầm vào thiệu trí hùng. Tôi vào trại giam chỉ hy vọng ông cho tôi ít tiền để tôi ở trong đó sống khá hơn một chút, ông cũng không chịu, không nỡ mấy đồng tiền rách đó của ông. Hôm nay ông không cần gì khác chỉ cần tiền trong quỹ từ thiện đó của ông, ông lập tức chuyển khoản cho tôi, chuyển toàn bộ số tiền có trong đó cho tôi. Thiệu ba hất tay lên, một thủ hạ trong số đó đã cầm ra một cái laptop đặt trên bàn, sau đó thiệu ba tiếp tục nói. Tôi cho ông thời gian 5 phút, ông lập tức tiến hành chuyển khoản cho tôi, nếu không tôi sẽ giết sạch toàn bộ những người ở đây, chỉ còn lại một mình ông để cho ông sống nửa đời còn lại trong giày vò. Tất cả những người có mặt nghe thấy tiếng hét điên cuồng của thiệu ba thì trong lòng luôn bất an, có một số người biết quan hệ giữa Thiệu Trí Hùng và Thiệu Ba. Thiệu Ba tuy cũng mang họ Thiệu nhưng vốn không phải là con đẻ của Thiệu Trí Hùng, chỉ là con nuôi của ông mà thôi. Lúc đầu vì sơ ý đã dẫn đến việc Lưu Tiểu Vân bị xảy thai, sau đó không thể nào sinh con được nữa, vì thế Thiệu Trí Hùng đã nhận nuôi dưỡng đứa trẻ này. Đứa trẻ này chính là Thiệu Ba, chỉ là không ngờ rằng giờ hai người bọn họ lại trở nên bộ dạng thế này. Điều này cũng khiến không ít người bùi ngùi, người tốt thật sự lại không được báo phúc, thiệu trí hùng đã làm nhiều việc tốt như vậy mà bản thân ông lại phải nhận thảm kịch này đúng vào lúc này có giọng nói êm tai vọng vào tai những người trong đó tiểu tử thối cậu nói muốn giết sạch những người ở đây có phải là cũng muốn giết luôn cả chúng tôi hình như là ý đó một người khác tiếp lời vậy chúng ta có nên giết hắn trước không một giọng nói êm tai lại hỏi tiếp chị mộng chẳng phải chị muốn ăn sao ăn trước đi hẳn nói mặc kệ hắn đi một sóng khác đáp. Cũng đúng, Ê, tiểu tử thối, cậu cũng ăn cái này đi, bánh điểm tâm này không biết làm thế nào mà ngon đến thế. Vẫn là cái giọng nói êm tai đó. Đoạn đối thoại này trong nhất thời đã thu hút được toàn bộ sự chú ý của mọi người bao gồm cả Thiệu Trí Hùng và Thiệu Ba, còn những người đến tham dự buổi yến tiệc từ thiện lúc này hiện rõ sự khiếp sợ, trước mặt là một khoảng trống, thực ra cũng không hoàn toàn trống trơn, lúc này đang có hai người ngồi ở bàn bên cạnh vừa ăn điểm tâm vừa uống rượu vang, còn hai người này một trong số đó chính là người lúc nãy công nhiên ôm một trái một phải hai đại mỹ nữ giang hải hạ thiên một người còn lại lại là một tiên nữ váy trắng có dung mạo khí chất thậm chí có thể vượt qua cả kiều tiểu kiều và diệp mộng oánh đương nhiên đại đa số những người ở đây không quen biết vị tiên nữ này chỉ có số ít biết được vị tiên nữ này tên là liễu mộng hai người các ngươi chán sống rồi phải không thiệu ba giận dữ sau đó quát với tên đồng bọn đang cầm khẩu súng tự động mày làm ăn cái gì thế hả ngay cả người cũng không quản được còn tên đồng bọn đó lại không có chút phản ứng nào cả cầm nguyên súng nhưng vẫn đứng đó không nói gì cũng không có chút động tác gì cả tiểu lục mày có nghe không đó mày đang nằm mơ hả thiệu ba bắt đầu chửi tiểu tử thối người đó thật ngu người ta đã không thể nói được rồi mà hắn vẫn cứ nói chuyện mãi thật là quá ngu giọng nói êm dịu đó của liễu mộng lại vang lên thiệu ba đột nhiên quay đầu qua căm tức nhìn liễu mộng mày nói cái gì tiểu tử thối tên ngu ngốc này chửi chị chị muốn đánh hắn liễu mộng lập tức trở nên không vui chị mộng vậy chị đánh đi hạ thiên buột miệng nói nhưng chị vẫn chưa ăn no liễu mộng lầm bầm một tiếng hay để đợi lát nữa hẳn đánh đám người đáng thương đó nghe được đoạn đối thoại này chỉ cảm thấy thế giới này thật sự là quá loạn rồi đầu óc hai người kia nhìn thế nào cũng thấy không bình thường Kiều Tiểu Kiều và Diệp Mộng Oánh sao có thể tìm một người đàn ông có đầu óc không bình thường như vậy được chứ? Điều càng đáng tiếc hơn là một tiên nữ xinh đẹp như thế nào mà sao não cũng không bình thường, thật sự là quá đáng tiếc. Ngoài việc thấy đáng tiếc ra bọn họ càng lo lắng hơn, hai người này đầu óc có vấn đề còn chưa tính, nhưng bọn họ cũng đừng có hại người khác chứ. Cái này nếu như đã chọc giận bọn cướp thì chúng nổ súng quét sạch, vậy bọn họ chẳng phải đều chết chồng chất lên nhau hết sao? Thiệu ba quả nhiên đã bị chọc giận, hắn cầm súng sông tới hai người đó đồng thời tức giận chửi. Chúng mày muốn chết có phải không? Ông tán thành cho, a à. thiệu ba còn chưa dứt lời liền đột nhiên ra hét lên một tiếng thảm thiết, đợi đến lúc mọi người kịp phản ứng lại thì thiệu ba đã té ngã trên mặt đất, còn tiên nữ váy trắng tiên đó thì không ngừng dùng chân đạp lên người thiệu ba, vừa đạp vừa chửi. Cái đồ đại ngu ngốc ngươi, ta đã nói là muốn ăn no bụng trước rồi hẳn đánh ngươi, ngươi thả sống thả chết đưa mạng đến cho ta đánh, người có biết người phiền phức lắm không hả người có biết là ta còn chưa ăn no thì sẽ rất giận dữ không hả tên thiệu ba đó đương nhiên là không biết rồi nếu như hắn biết thì hắn cũng sẽ không tìm liễu mộng để chuốc lấy phiền toái mà lúc này hắn ngoại trừ kêu gào thảm thiết ra cũng chỉ có thể đứt quãng mà giống lên quát thủ hạ chúng mày a à, còn chờ cái gì nữa á à, mau nổ súng đáng tiếc bất luận hắn có gào thét thảm thiết đi chăng nữa cũng chẳng có ai nổ súng nguyên nhân rất đơn giản trong tay ba tên thủ hạ đó đều không có súng, lúc này những cây súng đó đều đang bày ngay trên bàn trước mặt Hạ Thiên, còn ba tên đó không chỉ đã mất súng mà giờ cũng đã té nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự rồi. Đám người này vừa mới bước vào không lâu thì Hạ Thiên liền im hơi lặng tiếng giải quyết ổn thỏa cái tên đang cầm súng tự động đó rồi, làm cho hắn chỉ có thể giống như một cái tượng gỗ đứng ở đó, và lúc nãy khi Liễu Mộng đi đánh người, hắn cũng đồng thời ra tay giải quyết nhanh gọn hai tên đồng bọn còn lại về phần Thiệu Ba hắn lại không làm gì cả mà để dành cho Liễu Mộng chơi. Thiệu Ba rất muốn tự mình nổ súng, nhưng điều buồn bã nhất chính là súng của hắn đã bị người ta cướp đi từ lúc nào không hay biết, hiện giờ khẩu súng đó đang nằm trong tay Liễu Mộng. "Tiểu tử thối, cậu qua đây." Liễu Mộng cuối cùng cũng ngừng đạp đánh Thiệu Ba, vẫy vẫy tay với Hạ Thiên. Hạ Thiên lách mình đến bên Liễu Mộng, mở miệng hỏi. "Chị Mộng, sao vậy? Khẩu súng này nổ như thế nào?" Liễu Mộng biểu môi, cái tên đại ngu ngốc này muốn cầm súng bắn chị, giờ chị muốn nổ súng bắn hắn. À, chị Mộng, nào, tôi dạy cho chị, rất đơn giản, như thế này. Hạ Thiên ở bên đó bắt đầu chỉ dạy cho Liễu Mộng cách nổ súng. Ở bên cạnh sau một hồi sửng xuất thiệu trí hùng rốt cục cũng hồi phục lại tinh thần, lúc này ông mới phát hiện ra mình đã thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, nhìn thấy Liễu Mộng muốn nổ súng bắn thiệu ba ông liền vội vàng bước tới định khuyên can vị tiểu thư này. Đùng, tiếng súng ngăn cản lời Thiệu Trí Hùng còn muốn nói tiếp, kèm theo tiếng súng này chính là tiếng kêu thảm thiết của Thiệu Ba Thê, trên đùi chúng hắn đã trúng đạn. Hay, thật là vui, thêm một phát nữa. Liễu Mộng thật sự rất phấn khởi, sau đó đám người lại nghe thấy một tiếng đùng nữa vang lên, chân của Thiệu Ba đáng thương lại có thêm một cái lỗ nữa. Chương 447, Trung thu. Màn diễn này khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc ai mới là bọn cướp cái cô có tướng mạo như tiên nữ này còn hung ác hơn cả bọn cướp đó a à, tôi nhớ ra rồi nàng chính là ma nữ mộng mộng đột nhiên có người trầm giọng hô lên một tiếng không sai chính là nàng nghe nói nàng bắt hai con hổ về làm vật cưng lập tức có người phụ họa theo chả trách người bên cạnh ngược lại đã hiểu ngay cả con hổ cũng có thể cướp về làm vật cưng thì làm ra những chuyện đại loại như thế này cũng không có gì là lạ cô này thật là hay đó còn có người khác xúc động các người nói xem cô ta có quan hệ gì với cái tên hạ thiên đó cũng có người bà tám còn phải nói nữa sao nhìn bộ dạng thân mật đó của bọn họ nhất định là quan hệ tình nhân rồi có người đưa ra đáp án cũng xem như là cực chuẩn cái tên hạ thiên này hưởng phúc tốt đến mức thái quá rồi có người có chút đố kỵ nhưng người ta thật sự rất lợi hại đó không biết sao lại có thể cướp được khẩu súng tự động của tên cướp đó. Cũng có người nói đỡ lời cho Hạ Thiên. Đúng thế, không có hắn chúng ta thực chẳng biết có thể sống sót mà rời khỏi đây không nữa. Có người biểu thị sự tán thưởng. Trong lúc đám đông còn đang bàn tán xôn xao thì bên dưới vọng lên tiếng hú còi rồn rập của cảnh sát. Lúc nãy có người nhân lúc hỗn loạn đã gọi điện báo cảnh sát, bây giờ cuối cùng sao sao cũng đã đến rồi. Kiều Tiểu Kiều cuối cùng cũng đi về hướng Liễu Mộng. Chị Mộng, đừng đùa nữa cảnh sát sắp lên rồi đấy để cảnh sát nhìn thấy chị nổ súng thì không hay cho lắm nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ được chơi cái trò bắn súng này cả liễu mộng có chút không cam tâm cô vẫn còn muốn nổ vài phát súng chơi nữa chị mộng muốn nghịch súng thì có thể về nhà chơi em bảo đại ca sắp xếp cho chị là được mà đừng có chơi ở đây kiều tiểu kiều vội vàng nói thế à vậy cũng được liễu mộng suy nghĩ rồi cũng đồng ý không sao rồi không sao rồi mọi người không cần phải sợ nữa lúc này kiều đông hải mới hô lớn một câu có điều mọi người vẫn tập trung lại với nhau lúc này ai ai cũng đều có cảm giác hồn phách bay tứ tung vẫn chưa trở lại vị trí cũ vài phút sau cảnh sát được biết bọn cướp đã bị khống chế thì xông vào lúc này mọi người mới có thể yên tâm được băng băng em đến rồi à tên đại khốn nạn này muốn nổ súng bắn chị em mau bắt hắn đi Nhìn thấy nữ cảnh sát đứng trước mặt gần nàng nhất Liễu Mộng liền lập tức chào hỏi. Trong lòng mọi người đều có chút kỳ quái, tuy những lời nàng nói quả thật không thể xem là nói dối được, nhưng vấn đề là lúc nãy nàng ta đã nổ hai phát súng bắn thủng chân của người ta. Một giây sau đám người thấy kỳ quái đó lại có chút phẫn nộ, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy Hạ Thiên xuất hiện trước mặt nữ cảnh sát xinh đẹp ôm lấy nữ cảnh sát xinh đẹp hôn một cái, còn nữ cảnh sát đó tuy mặt có ửng đỏ nhưng cũng chẳng nói gì cho dù lúc nãy Hạ Thiên đã cứu đám người đó nhưng đám người đó vẫn cảm thấy tiểu tử này quá thật hơi quá đáng rồi, tên khốn này đã lừa hết mỹ nữ của Giang Hải vào tay hắn rồi, ngay cả nữ cảnh sát xinh đẹp như hoa tiếng tăm lẫy lừng này cũng không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn. Cô cảnh sát xinh đẹp như hoa này đương nhiên chính là lãnh băng băng, nàng nhìn thấy Hạ Thiên cũng ở đây thì ngay lập tức hiểu được tại sao mấy tên cướp này đã bị khống chế, còn đám cảnh sát sau lưng nàng cũng quá may mắn, cũng hên có vị lão huynh ở đây nếu không tối nay cũng đủ cho bọn họ bận tối mắt tối mũi bữa yến tiệc từ thiện cuối cùng vẫn không thể tiếp tục được nữa xảy ra chuyện như vậy tuy kết quả có đáng sợ nhưng không nguy hiểm cũng có một số người bị kích động khiếp sợ sau một hồi cảnh sát điều tra đơn giản về tình hình thì mọi người cũng lần lượt rời khỏi hạ thiên ngược lại muốn ở đây cùng cảnh sát xinh đẹp tỉ tỉ một lúc nhưng hắn đã bị liếu mộng kéo đi kiều tiểu kiều và diệp mộng oánh cũng cùng lúc rời khỏi có điều lúc các nàng rời khỏi đã cho Thiệu Chí Hùng một tờ xét với mệnh giá giống hệt nhau, đều là 100 vạn, giống như đã hẹn trước vậy. Tối hôm đó Hạ Thiên đương nhiên là ở cùng với Liễu Mộng, hưởng thụ cái thân thể mê hoặc quen thuộc của Liễu Mộng, đồng thời cũng được nghe tiếng ca khác lạ mà Liễu Mộng chỉ biểu diễn cho riêng hắn. Và cũng trong buổi tối hôm đó tiếng tăm của Hạ Thiên đang được lan truyền trong khắp thành phố Giang Hải, nếu như nói trước đây ở thành phố Giang Hải còn có một số người chưa nghe nói đến Hạ Thiên thì sau tối hôm đó cả thành phố Giang Hải này những ai chưa từng nghe nói đến cái tên Hạ Thiên hoặc cái tên Thiên Ca thì e, e đã không còn mấy ai nữa. Nghe nói tối hôm đó còn có phóng viên đã viết một bài báo với tựa đề là song Mỹ Giang Hải cùng chung một chồng. Có điều điều rất không may là bài báo của hắn đã bị tổng biên tập báo chí loại bỏ, không phải là bài viết này không đủ vang dội mà là tổng biên tập không dám đắc tội với Kiều Gia và Diệp Gia. Ngày thứ hai Hạ Thiên lại ở cùng với Liễu Mộng cả ngày, có điều lần này không cùng cô chơi hổ mà là cùng cô chơi súng, Kiều Đông Hải quả thật đã chuẩn bị một khẩu súng và mấy viên đạn đem qua, bảo Liễu Mộng tìm chỗ nào đó ở Kiều ra từ từ mà chơi. Mà có lẽ là nguyên do Hạ Thiên và Liễu Mộng ở nhà chơi súng không đi ra ngoài nên ngày 11 tháng 9 cả thành phố Giang Hải hình như đã được yên tĩnh hơn một chút. Thời gian cuối cùng cũng trôi qua đến ngày 12 tháng 9, đối với người Trung Quốc mà nói đây là một ngày đặc biệt, bởi vì ngày này chính là ngày lễ Tết quan trọng nhất trong năm, Tết Trung Thu, Liễu Mộng vốn còn muốn kéo Hạ Thiên tiếp tục nghịch súng với nàng nữa, nhưng Liễu Vân Mạn lại đến kiểu ra, nàng phụng mệnh của bà nội đi đón cô cô về nhà ăn Tết Trung Thu. Liễu Mộng đã ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa trở về Liễu ra, bà quá nhớ con gái rồi, hôm nay là Tết Trung Thu nên có thế nào cũng phải đoàn tụ cả nhà. Liễu Mộng tuy không tình nguyện cho lắm nhưng cuối cùng cũng phải về nhà, Hạ Thiên không về cùng nàng bởi vì hắn đã đồng ý ăn Tết Trung Thu với Kiều Tiểu Kiều rồi. Trong đêm Trung Thu, trăng sáng sáng tỏ, chính là thời khắc nhà nhà đoàn viên. Tại thủ đô, một người đàn ông trung niên trầm lặng bước đi vào một lâm viên cổ điển, ánh trăng vắng lặng chiếu sáng khuôn mặt của người đàn ông khiến cho khuôn mặt của hắn càng hiện rõ sự kiên nghị hơn. Không bao lâu sau người đàn ông trung niên đó dừng lại, cái bóng của hắn vốn không cao, thậm chí không đủ 1m7, nhưng hắn đứng đó lại khiến cho người ta có cảm giác có một ngọn núi cao sừng sững đứng im đấy. Hôm nay là trung thu, thời khắc này chính là thời khắc ngắm trăng tốt nhất, lão Lý lúc này không cùng ngắm trăng với người nhà mà lại gọi tôi tới đây, không biết có chuyện quan trọng gì cần thương lượng. Người đàn ông trung niên lúc này mở miệng nói, tuy giọng không xem là vang dội nhưng lại rất trung khí, còn ngữ khí cũng rất đúng mực. Đối tượng mà người đàn ông trung niên nói chuyện chính là một ông già đứng cách hắn không xa, còn ôn già lúc này lại đứng chắp tay quay lưng về phía người đàn ông trung niên. Ngày này năm ngoài, đúng vào thời khắc này tôi ngồi ngắm trăng với cháu trai của tôi ông già đó quay người lại nhìn người đàn ông trung niên, ngữ khí nghe rất bình thường nhưng giấu không được sự phẫn nộ chất chứa bên trong. Còn ngày này năm nay cháu trai nhỏ nhất của tôi đã ở thiên đường rồi, còn hai đứa cháu còn lại một đần độn một tàn tật. Minh Phong, cậu nói cho tôi biết, tôi còn có tâm trạng mà ngắm trang sao. Chú Lý, tôi rất lấy làm tiếc. Người đàn ông trung niên thản nhiên nói. Chỉ là tôi không rõ, chuyện mà ông nói có quan hệ trọng đại đến an nguy của quốc gia, đó là chuyện gì vậy? Minh Phong, cậu tiếp tục nắm giữ Thiên tổ sẽ uy hiếp đến sự an toàn của quốc gia, vì thế tôi bảo cậu đến là muốn nói với cậu, cậu nên từ chức nhường chỗ cho người có tài đi." Ông già chậm rãi nói, trong lời nói mang theo sức mạnh mạnh mẽ. Chương 448, khúc biến tấu. "Chú Lý, tôi rất cảm ơn sự quan tâm của ông đối với Thiên tổ." Trong mắt người đàn ông trung niên đó lóe lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng đã phục hồi lại bình thường, ngữ khí vẫn bình thản chú Lý, hôm nay gọi tôi đến trước tôi vốn không trì hoãn, chỉ là vì tôi tôn trọng trưởng bối nhưng tôi muốn nói với lão Lý rằng, ông đã về hưu rồi, ông nên yên tâm mà an dưỡng tuổi thọ thiên nhiên, lùi vạn bước mà nói thiên tổ nên để ai đảm nhiệm tổ trưởng cũng không phải do ông quyết định. Dừng lại một lúc, người đàn ông trung niên lại bổ sung một câu. Đương nhiên đề nghị của chú Lý tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, đến lúc thích hợp tôi sẽ chọn người thích hợp cho vị trí tổ trưởng thiên tổ. Đây không phải đề nghị, trong ánh mắt của lão Lý lóe lên tia sắc bén. Minh Phong, cậu bắt buộc phải giao lại vị trí tổ trưởng thiên tổ ngay lập tức. Chú Lý, tôi đã nói rồi, ông không có quyền quyết định tôi đi hay ở. Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày. Nếu chú Lý không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây. Tôi phải về nhà ngắm trăng cùng với gia đình. Người đàn ông trung niên xoay người cất bước định đi khỏi, nhưng mới đi được hai bước hắn chợt dừng lại, trước mặt hắn ở một nơi xa mấy mét có một người đàn ông tuấn tú cản đường đi của hắn. Ánh mắt người đàn ông trung niên đó khẽ nhướng lên. Lý Minh Quang, tổ trưởng triệu, đã lâu không gặp. Người đàn ông cao to đó cười nhạt. Lý Minh Quang, chẳng phải anh đang dẫn đội của anh chống khủng bố ở ô thành sao? Người đàn ông trung niên cũng chính là đội trưởng thiên tổ triệu Minh Phong đang nhìn chằm chằm Lý Minh Quang trầm giọng nói. Trên mặt Lý Minh Quang vẫn nở nụ cười nhạt tổ trưởng triệu tôi ở biên cương chống khủng bố bảo vệ quốc gia bảo vệ nhân dân nhưng người nhà của tôi lại không thể bảo vệ được anh không cảm thấy tôi nên trở về sao bất luận là lý do gì tự ý rời khỏi vị trí làm việc không phải là điều mà một quân nhân chân chính nên làm lý minh quang khẽ lắc đầu tổ trưởng triệu vậy bao che cho một tội phạm giết người chẳng lẽ là điều mà anh nên làm sao lý minh quang anh đang nói hạ thiên phải không triệu minh phong khẽ mỉm cười theo như những gì tôi biết thì hắn chỉ là tự vệ mà thôi tổ trưởng triệu giờ mà đi tranh luận có phải là tự vệ hay không thực ra cũng đã chẳng cần thiết nữa lý minh quang lắc đầu tôi chỉ biết kết quả là minh hiên đã bị phế rồi còn minh nhân thì ngốc nghếch minh hào đã chết còn hạ thiên hắn lại sống rất nhàn nhã bên cạnh còn có nhiều mỹ nữ như hoa như ngọc kết quả này là điều mà lý gia chúng tôi không thể chấp nhận được vậy lý gia định thế nào ngữ khí của triệu minh phong có chút lạnh lùng thân là tổ trưởng thiên tổ, hắn có sự kiêu ngạo của hắn, thái độ này của Lý Gia đã khiến cho hắn rất bất mãn. Lý Minh Quang cười nhạt nói, tổ trưởng triệu, ông nội tôi đã nói rất rõ rồi đấy, xin anh từ chức tổ trưởng thiên tổ, rời khỏi thiên tổ là được. Nói như vậy, nếu như tôi không đồng ý điều kiện này thì các người sẽ không để cho tôi rời khỏi đây. Triệu Minh Phong lạnh lùng nhìn Lý Minh Quang. Lý Minh Quang lại không phủ nhận. Tổ trưởng Triệu nếu đã rõ, vậy thì không cần tôi phải nói rõ nữa thật đáng tiếc triệu minh phong tôi trước giờ chưa từng chấp người sự uy hiếp của người khác trong ánh mắt triệu minh phong lóe lên hai tia sắc bén hắn đường đường là tổ trưởng thiên tổ là phân phận và vị trí đẳng cấp nào chỉ vì sự uy hiếp của đối thủ mà phải nhượng bộ vậy tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi rồi lý minh quang cười nhạt sau đó nụ cười vụt tắt khí chất mạnh mẽ trên người hắn hung dữ tuôn ra cơ thể cao to của hắn giống như mũi tên vụt ra khỏi cung xông thẳng vào triệu minh phong sau đó tung ra một trưởng kèm theo tiếng long trời lở đất khí thế hào hùng quét qua triệu minh phong lập tức cảm giác được áp lực cực lớn lúc này hắn cũng biết lời đồn không hư lý minh quang quả nhiên là cao thủ số một cả đời thanh niên lý gia nắm đấm của lý minh quang trong chớp mắt đã vụt tới triệu minh phong nhìn thấy tùy ý tránh một bước sau đó một trường tung ra nắm đấm vút ra phá rách không trung đồng thời có một luồn khí nóng trào ra âm um, tiếng đập nhau vang đội khắp phía, trường đấm của Triệu Minh Phong đập vào nắm đấm của Lý Minh Quang, hai nắm đấm đập vào nhau tạo nên một tiếng vang cực lớn. Cơ thể Lý Minh Quang khẽ lắc lư nhưng không lùi về phía sau, thu hồi lại nắm đấm sau đó tiếp oanh suốt một lần nữa, cùng lúc đó tay trái hắn cũng động đậy, không làm bừa giống như tay phải, tay trái hắn hiện rõ linh hoạt khác thường, bay lượn trên không trung không ổn định, sau đó lại khép chặt hai ngón tay lại giống như tia chớp phóng ra, Triệu Minh Phong không vội vàng ứng phó, tuy Lý Minh Quang quả thực rất mạnh nhưng vẫn chưa mạnh đến mức có thể đánh bại được hắn. Hắn đường đường là tổ trưởng thiên tổ, phóng tầm nhìn khắp cả kinh thành, hắn chưa từng sợ qua ai cả. Tay phải đón đỡ một lúc rồi sau đó lại tung nắm đấm ra, thế tiến công của Lý Minh Quang đã bị Triệu Minh Phong hóa giải, nhưng lúc này Triệu Minh Phong cảm thấy không ổn, một cảm giác nguy hiểm mơ hồ trào lên từ tận đáy lòng, và một giây sau hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền lại một sức mạnh cực lớn vô địch và hầu như cùng lúc này lý minh quang công kích thêm một lần nữa động tác của hắn đột nhiên nhanh hơn rất nhiều và sức mạnh trên người hắn trào ra rõ ràng đã tăng lên gấp bội lúc này triệu minh phong ý thức được lý minh quang lúc nãy còn ẩn nấu thực lực và bây giờ mới chính là năng lực thực sự của hắn đánh gọng kìm trước sau triệu minh phong lúc này đã thấy mình không còn đường lùi, cách lựa chọn duy nhất chỉ có một đó chính là liều mạng hắn xoay nhanh cơ thể sau đó song trưởng đồng thời tung ra một trường hướng vào lý minh quang và một trường còn lại tiếp đón người đánh lén hắn, và trong khoảnh khắc này hắn đã nhìn rõ, người đánh lén hắn không ai khác chính là Lão Lý. Âm âm, hai tiếng dữ dội vang lên, luồn khí tung tứ phía, Triệu Minh Phong chỉ cảm thấy hai sức mạnh cực đại đâm thẳng vào người hắn, sau đó nhanh chóng phá vỡ kinh mạch và chức năng cơ thể của hắn. Ồc, Triệu Minh Phong há miệng phun ra đống máu, cơ thể lắc lư hai cái sau đó mệt nhọc ngã xuống đất. Minh Phong, ta đã cho ngươi cơ hội lựa chọn rồi nhưng thật đáng tiếc ngươi không lựa chọn chính xác. Lão Lý lạnh lùng nhìn Triệu Minh Phong. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể để chúng tôi giúp ngươi chọn lựa rồi. Lão Lý, ông thật là càng già càng dẻo dai đó, khụ khụ. Triệu Minh Phong ho hai tiếng sau đó lại hộp máu ra, hắn luôn tập trung sự chú ý vào người Lý Minh Quang lại không ngờ một lão già tuổi đã 70 mới thực sự là người đang đối phó với hắn. Minh Phong, người biết không, quá sùng bái một người luôn luôn là đòn chí mạng. Lão Lý lạnh lùng nhìn Triệu Minh Phong. May mắn lớn nhất cả đời ta chính là ngươi quá sùng bái ám hoàng, vì thế mà ngươi trăm lần bảo vệ cho tên hạ thiên đồ đệ của ám hoàng. Người quá sùng bái ám hoàng vì thế mà ngươi bỏ toàn bộ tâm huyết của người để luyện tập phương pháp bắn súng. Người muốn trở thành xạ thủ giống như ám hoàng, mà hai điểm này đã trực tiếp dẫn ngươi đến sự thất bại ngày hôm nay. Giọng của lão Lý đột nhiên lãnh túc khác thường. Thất bại đồng nghĩa với cái chết chương 449, khẩu súng không thể nào tìm thấy được. Đây chính là kế hoạch của các người phải không? Triệu Minh Phong nhìn lão Lý, tuy sắc mặt có chút trắng bệch nhưng thần sắc lại kèm theo sự miệt thị. Các người cho rằng giết tôi thì thiên tổ sẽ rơi vào tay Lý ra các người sao? Tổ trưởng Triệu, cậu nhầm rồi. Lý Minh Quang cười nhạt nói tiếp. Lý ra chúng tôi trước giờ đều không muốn nhúng tay vào thiên tổ, điều chúng tôi muốn làm chỉ là bảo người rời khỏi thiên tổ mà thôi, nếu như cậu không đồng ý thì đành phải dùng cách này thôi không sai thiên tổ vẫn sẽ nằm trong tay triệu ra các người thôi cậu có thể yên tâm rồi lão lý lạnh lùng nói sắc mặt triệu minh phong hơi biến đổi nhưng ngay lập tức hắn đã hiểu rõ thì ra các người làm tất cả cũng chỉ là vì đối phó với hạ thiên các người sợ tôi giúp hắn vì thế nên mới trừ khử tôi trước tôi nói không sai chứ cậu nói rất đúng đáng tiếc giờ đã không còn cách nào thay đổi vận mệnh của cậu được nữa lão lý cười lạnh lùng minh phong hy vọng kiếp sau đừng có sùng bái một người như vậy nữa đó chẳng phải là chuyện tốt đâu thật sao triệu minh phong nở nụ cười kỳ quái lão lý hay là tôi nên nói cho ông biết thật ra sùng bái một người chưa chắc đã là chuyện không tốt lời nói vừa dứt thì triệu minh phong mệt mỏi nằm dưới đất đã không thể nào phản kích lại được đột nhiên cử động hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên nhưng không phải là công kích lại mà là tháo chạy ra khỏi cổng xem ra chẳng có gì là giống người bị trọng thương cả. Lý Minh Quang biến sắc, bắn người lại định đuổi theo nhưng đúng vào lúc này tiếng súng rất nhỏ vào lại tai hắn kèm theo mùi vị nguy hiểm, hắn vội vàng tránh người nấp đi. Dưới sự soi sáng của ánh trăng Lý Minh Quang có thể nhìn thấy rõ Triệu Minh Phong ở nơi không xa cầm một khẩu súng trên tay, hắn vừa chạy vừa bắn lùi lại phía sau và mỗi viên đạn đều đã chặn được đường truy đuổi. Đến lúc này Lý Minh Quang căn bản không thể nào truy đuổi theo được nữa, trên thực tế hắn lúc này chỉ việc tránh những viên đạn của triệu minh phong cũng rất khó khăn mọi người ai ai cũng biết mạnh nhất của triệu minh phong thực ra chính là kỹ năng bắn súng nếu như hắn có súng trong tay thì cho dù hắn đã bị thương lý minh quang cũng không hề nắm chắc phần đánh bại triệu minh phong và cứ như vậy qua một lúc triệu minh phong đã mất hút trong tầm mắt của lý minh quang hy vọng người bên ngoài có thể chặn hắn lại sắc mặt lý minh quang có chút khó coi hắn không ngờ dưới tình huống này lại có thể để cho triệu minh phong chạy thoát Bên ngoài chỉ là mấy bảo vệ bình thường, không thể nào có thể ngăn cản được Triệu Minh Phong. Lão Lý lắc đầu, có điều Triệu Minh Phong bị hai chúng ta đánh trọng thương chí ít cũng phải mất mấy tháng là không thể hoàn toàn hồi phục được, ông thấy tình hình này cũng không thể tiếp tục đảm nhiệm được tổ trưởng thiên tổ, chúng ta cũng xem như thành công rồi. Ông nội, sao trên tay hắn có súng được? Lý Minh Quang khẽ nhíu mày, Triệu Minh Phong chắc chắn không thể nào mang súng vào viên lâm này được. Lão Lý khẽ nhíu mày, đây cũng là điểm lão thấy khó hiểu nhất, sự lợi hại nhất của Triệu Minh Phong chính là kỹ năng bắn súng, vì thế mà lão đã cố ý chọn một nơi như thế này, Triệu Minh Phong dựa theo lý mà nói thì không thể nào mang súng theo được, cho dù có mang theo cũng phải giao nộp cho bảo vệ bên ngoài viên lâm, một khi Triệu Minh Phong không có súng thì không là đối thủ của hai bọn họ, cũng chính vì thế mà lão mới nói Triệu Minh Phong chết dưới sự sùng bái mê muội ám hoàng. Nghĩ đến đây đột nhiên lão Lý chợt nảy ra suy nghĩ, nhất thời hình như đã hiểu được chút gì đó. Có tin đồn ám hoàng bất cứ lúc nào trên người hắn cũng có một khẩu súng mà người khác không tìm thấy được, nếu như tin đồn này đúng là thật thì cùng với sự sùng bái của Triệu Minh Phong đối với ám hoàng như vậy chắc chắn trên người hắn cũng sẽ có một khẩu súng kiểu này. Xem ra tin đồn này chắc là thật rồi. Lý Minh Quang gật gật đầu nói. Minh Quang, giờ không phải là lúc đi quản mấy cái chuyện này, cháu nhanh chóng thông báo với Tôn bác Văn bảo hắn lập tức ra tay. Lão Lý trầm giọng nói. Vâng, ông nội Lý Minh Quang gật đầu sau đó rút di động ra gọi vào một số điện thoại. Thành phố Giang Hải, trên nóc một tòa nhà vừa mới bị phong tỏa, một cô gái có thân hình mảnh khảnh duyên dáng đang đứng lặng im. Cô gái mặc bộ đồ sát người màu đen, cho dù là buổi tối thì nàng vẫn đeo kính dâm, hiện rõ có chút quỷ quái. Cách ăn mặc quỷ quái như vậy lại khó nén được phong thái đặc biệt của người phụ nữ, đó chính là Mị Nhi. Mị Nhi ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời, tựa hồ như đang nhớ người thân của mình ở phương xa những người quen với mị nhi vốn không nhiều nhưng những người quen biết mị nhi đều biết mị nhi có một điều cổ quái bất luận nàng đến nơi nào đều không thích ở trong khách sạn cũng không thích ở trong những kiểu đại loại như biệt thự nàng chỉ ở một số nơi mà đối với người bình thường vốn không phải là nơi có thể ở được ví dụ như trong gầm cầu ví dụ như trong những tòa nhà bỏ hoang cũng có thể là trong những công trình kiến trúc đang tu sửa nàng giống như người sinh ra không phải để hưởng thụ nàng thậm chí còn ngủ rất ngon lành trong đống rác nhưng những nơi hoa lệ thoải mái ngược lại nàng chẳng thể nào ngủ ngon được. mỹ nhi cũng không biết tại sao mình lại như vậy, có điều nàng không muốn suy nghĩ nhiều. nàng đã quen với cuộc sống như vậy rồi, nàng cũng không cảm thấy có gì không tốt cả. đứng từ góc độ nào đó mà nói thì nàng ở những nơi như vậy ngược lại càng an toàn hơn nhiều, cũng sẽ rất ít người có thể biết được hành tung của nàng hiện giờ. lặng lặng đứng một hồi rồi mỹ nhi ngồi xuống, sau đó chậm rãi ngã lưng trên mặt đất, nhìn trăng tròn sáng ngời trên bầu trời qua lớp kính đen một lát sau, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, kỳ thật nàng cũng không có thân nhân nhưng lại có một người giống như phụ thân của nàng vậy, đã nhặt nàng từ trong đống rác đem về sau đó bồi dưỡng thành đặc công đỉnh cấp. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã kéo đến một đám mây đen từ từ nuốt trọn lấy vầng trăng sáng, chỉ trong chốc lát ánh trăng đã bị mây đen hoàn toàn che khuất, và mây đen trên bầu trời tựa hồ như càng lúc càng nhiều. Sắp mưa rồi. Trong đầu Mỹ Nhi chợt lóe lên cái suy nghĩ này, có điều cô không có dự tính gì nữa cả, đợi lúc mưa thực sự rơi hạt xuống thì nàng đi cũng không muộn. Bây giờ cũng không thể xem là muộn, còn chưa tới 9 giờ tối mà, cho nên lúc này Mỹ Nhi cũng chẳng có cảm giác buồn ngủ gì cả, đối với cô mà nói lúc này càng giống như nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Một cơn gió mát thổi qua, Mỹ Nhi đột nhiên mở mắt ra, sau đó nàng nhảy bật dậy, nàng nghe thấy tiếng bước chân, tuy tiếng động rất nhỏ nhưng cũng không thoát khỏi màng nhĩ của nàng nàng càng nghe rõ được có khoảng 10 người đang phi nhanh lên lầu. Đây là một tòa nhà lớn không có người thi công cũng không có người ở, lúc này lại là buổi đêm thì tuyệt đối không nên có người xuất hiện ở đây, vì thế Mị Nhi lập tức cảnh giác, thậm chí nàng còn có một dự cảm là những người này nhằm vào nàng. Ước chừng khoảng mười mấy giây sau, Mị Nhi nhìn thấy đám người đó xông lên nóc tòa nhà, nhìn người đó rồi lại lướt mắt nhìn những người khác, dây thần kinh đang căng ra của Mị Nhi khẽ thả lòng, sau đó hỏi có chút không vui, Sao lại là các người? Các người đến đây làm gì? Chương 450, Mị Nhi bị tấn công. Đối Mị Nhi mà nói, đám người này đều không xa lạ gì, bất luận là vì Tôn Bác Văn hay là những người sau lưng Tôn Bác Văn thì nghiêm khắc mà nói thực ra cũng có thể xem là thuộc hạ của nàng. Theo lý mà nói trong bốn tổ của Thiên Địa Huyền Hoàng, ngoài thống lĩnh Thiên tổ ra còn có ba tổ khác nữa, mà Tôn Bác Văn và toàn bộ những người sau lưng hắn đều là người chịu sự quản lý của Thiên tổ. Đương nhiên trong khi hành động thực tế thì thiên tổ rất ít khi mệnh lệnh chính thức cho người của ba tổ còn lại làm gì cả, hành động của ba tổ còn lại đều tương đối độc lập, cũng không cần thiết phải tiến hành báo cáo đặc biệt gì với thiên tổ. Cũng chính vì vậy mà Mỹ Nhi lúc này vốn không biết tôn bác văn và thuộc hạ của hắn có hành động gì, càng không tài nào nghĩ ra tại sao bọn họ xuất hiện ở đây. Mỹ Nhi, chúng tôi phụng mệnh đến đây bắt một gián điệp hai mặt. Tôn bác văn nhìn Mỹ Nhi, thần sắc có chút phức tạp, trong ngữ khi có ẩn náu một tia bất đắc dĩ. Mị Nhi rất không vui. Ở đây ngoài tôi ra không còn ai khác, càng không có gián điệp hai mặt gì gì đấy, giờ các người có thể quay trở về rồi, đừng làm phiền tôi nghĩ ngơi. Tôn bác văn nghiến răng, vung mạnh tay lên, 10 người sau lưng hắn đồng loạt dơ súng lên nhắm chuẩn vào Mỹ Nhi. Các ngươi làm gì? Mỹ Nhi phẫn nộ khác thường. Tôn bác văn, người điên rồi phải không? Mỹ Nhi, rất xin lỗi, cô chính là gián điệp hai mặt. Trong ánh mắt của tôn bác văn lóe lên tia không nhẫn tâm, sau đó đột nhiên lui về phía sau một bước nghiến răng hét lớn. Ra tay, đùng đùng đùng, tiếng súng không ngừng vang lên, mười mấy cây súng bắt đầu phóng đạn ra, tốc độ bắn của bọn họ tương đối nhanh, góc độ lại tương đối quái dị, nhưng lại không nhắm chúng mị nhi, rất nhiều người đã bắn bên cạnh Mỹ Nhi nhưng cách bắn kỳ quái này khiến cho trong chốc lát hơn 100 viên đạn bắn ra tạo thành một màn đạn cực lớn giữa không trung bao phủ hoàn toàn Mỹ Nhi ở phía dưới. Mỹ Nhi đột nhiên mất hút ở vị trí cũ hóa thành một cái bóng đen xông vào đám người đang nổ súng. A, à, Mỹ Nhi không bổ nhào vào trước mặt bọn người tôn bác văn, nàng liên tục rên lên đau đớn, cơ thể chuyển động nhanh chóng kèm theo tiếng rên mỗi đợt của nàng và đã ứ động lại rất nhiều mãi đến lúc ngừng hẳn trên chân phải mảnh khảnh của Mỹ Nhi đã có nhiều lỗ máu, máu tươi ồ ạt tuôn ra, nhưng đây không phải chỉ là nơi duy nhất trên người nàng bị trúng đạn. Cánh tay trái của nàng cũng bị thấm đẫm máu tươi còn tay phải nàng đang trận trước ngực trái, giữa kẽ tay cũng có máu tuôn ra giống vậy, nàng đã tránh được đại đa số những viên đạn bắn ra nhưng vẫn bị trúng ba viên đạn. Mà ngay lúc này mười mấy viên đạn lại lần nữa nhắm chuẩn vào Mỹ Nhi, không còn nghi ngờ gì nữa, nếu như bọn họ bóc còn một lần nữa thì Mỹ Nhi sẽ bị bắn thành cái sàng luôn. Tôn bác văn khoát khoát tay ý đừng có nổ súng. Sau đó hắn khẽ thở dài. Mị nhi, tôi có thể cho cô một lựa chọn để cô có thể được chết tôn nghiêm một chút thì tự cô hãy ra tay đi. Tôi không muốn cái xác của cô khắp nơi đều là lỗ đạn. Tôn bác văn, tự sát chính là cách chết không tôn nghiêm nhất. Tuy Mị nhi đã đứng lên nhưng cơ thể nàng rõ ràng đang run lên nhưng đã trúng ba viên đạn mà lúc này nàng có thể đứng vững đã xem như là khá lắm rồi đấy trong ánh mắt nàng chiếu ra hai tia sáng lạnh như băng đâm thẳng vào tâm nhĩ của Tôn Bác Văn. Tôi muốn biết rốt cuộc là ai sai các ngươi làm vậy. Nghị Nhi lúc này đã rất rõ, Tôn Bác Văn là đến chỉ để giết nàng, phương thức nổ súng của mấy người trong tổ lệ thuộc này rõ ràng là thiết kế dành riêng cho nàng, bởi vì họ biết trình độ của nàng có thể tránh được đạn, thậm chí họ cũng biết quần áo mà nàng mặc trên người thực ra không phải là quần áo bình thường, nó có chức năng chống đạn, vì thế nên ngay cả đạn cũng là kiểu chế tạo đặc biệt có thể xuyên qua lớp áo chống đạn trên người nàng mị nhi tôi và cô vốn không thù không oán nhưng tôi có nguyên nhân bất đắc dĩ tôn bác văn nở nụ cười đau khổ được rồi nếu như cô cảm thấy tự sát là cách chết không có tôn nghiêm nhất mà tôi thì cũng không muốn thi thể của cô toàn là lỗ đạn vậy thì hãy để tôi đưa cô đến chặng đường cuối cùng vậy chí ít chết trên tay tôi cô cũng không xem là mất mặt lời vừa dứt tôn bác văn lách mình nhào vào mỹ nhi đưa ra một quyền đánh mỹ nhi nắm tay nghinh tiếp hai quyền đụng vào nhau mỹ nhi hồi hộp bay rớt ra ngoài trên mặt tôn bác văn xuất hiện một luồng thương cảm cùng tiếc hận nhưng một giây sau mặt của hắn chợt biến sức bởi vì hắn phát hiện ra mỹ nhi không chỉ bay rớt ra ngoài mà trên thực tế nàng căn bản chính là dựa vào sức mạnh trong nắm đấm của hắn trực tiếp bay ra khỏi lầu sau đó rơi xuống từ nóc tòa nhà Tôn bác văn lách mình bước đến đường biên của nóc nhà nhìn xuống dưới, nhưng bên dưới là một màn đen kịt hắn không thấy được gì cả. Đi, xuống dưới xem thử. Tôn bác văn thoát hiện lên cảm giác không ổn, dẫn người phi nhanh sông xuống lầu, rất nhanh hắn đã tìm thấy được vị trí mà Mỹ Nhi rơi xuống, có điều hắn chỉ thấy được một đống vết máu còn Mỹ Nhi sớm đã mất tâm mất dạng rồi. Cần đuổi theo không? Người ở sau lưng tôn bác văn nhịn không được hỏi một câu. Tôn Bác Văn trầm lặng một lúc sau đó lắc đầu. Không cần đâu, chúng ta về thôi. Về đâu? Một người khác hỏi. Thủ đô. Tôn Bác Văn lạnh lùng đáp. Lúc này cơn mưa to đột nhiên chút xuống tầm tả. Tối nay thời tiết thay đổi rất nhanh, vốn là một đêm trăng thanh gió mát đột nhiên mây đen ùn ùn kéo đến sau đó là một trận mưa to chút xuống xối xả, không ít người đi ra ngoài ngắm trăng đã bị mất hứng mà quay trở về nhà sau khi ăn cơm xong hạ thiên cũng cùng với kiều tiểu kiều đi ngắm trăng hắn vốn chẳng có đi những nơi nào khác mà chính trong vườn khu biệt thự có điều theo như hạ thiên thấy thì ngắm trăng chẳng có gì hay ho cả hằng nga đó cũng chẳng phải là tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp của hắn xem hằng nga chi bằng trở về xem thần tiên tỷ tỷ của hắn ở trên núi nhưng vừa nghĩ đến điều này lại khiến cho hắn có chút cảm giác nhớ nhung thần tiên tỷ tỷ của hắn rồi vì không có hứng thú với thường nga vì thế lúc trời mưa thực ra hạ thiên thấy vui hơn Cuối cùng cũng không cần phải nhìn trăng ngắm hằng nga vô vị ở bên ngoài nữa. Không thể ngắm trăng mà thời gian cũng không còn sớm nữa. Kiều Tiểu Kiều liền đi tắm rửa chuẩn bị ngủ. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng đi lên lầu. Chỉ còn lại Hạ Thiên một mình ở phòng khách nhàm chán xem TV. Nhưng một Hạ Thiên trước giờ vốn không có hứng thú với TV thì càng xem càng cảm thấy nhàm chán. Sau đó hắn liền dứt khoát tắt TV đi. Có cần đi tắm cùng với Tiểu Kiều không nhỉ? Hạ Thiên đột nhiên nảy ra suy nghĩ này. Hình như hắn vẫn chưa tắm cùng với Tiểu Kiều bao giờ cả. Đang định thực hiện kế hoạch này thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, trong phòng khách lúc này chỉ có mình Hạ Thiên, hắn đành phải chạy ra đi mở cửa, trong lòng đang suy nghĩ là ai mà giữa trời mưa to thế này còn chạy đến đây. Ra khỏi phòng khách chạy đến bên cửa lớn nhìn ra phía ngoài, Hạ Thiên nhất thời thất có chút kỳ lạ, sao lại không có ai cả. Vừa định quay người đi trở vào thì lập tức hắn cảm thấy không ổn, hắn nghe thấy hơi thở yếu ớt và nhịp tim đập chậm chạp tuy trời đang mưa to những hình như hắn vẫn ngửi thấy được mùi hương quen thuộc trong không trung. Mở cửa rồi Hạ Thiên bước ra nhìn qua phía bên của cánh cửa, sau đó hắn nhìn thấy một người đang nằm trên mặt đất. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 450